em gọi anh em à. Để đợi mình xíu để mình vô game lại nha. Gì hả anh em ạ? Hiện tại đây mình đang bị crash game nha anh em. Để mình tìm cách khắc phục. Ok, anh em thấy mic nhỏ thì comment cho mình biết nha. Rồi lần này là chúng ta sẽ trở về với PUBG PC. Đây là cái PUBG đầu tiên mà mình chơi game nha anh em. Và đây là cái game đầu tiên ra mắt. Mình chơi trước khi mình chơi được game này tầm 2.000 giờ rồi, nhưng mà đã từ rất lâu rồi mình mới quay trở lại với PUBG PC. Ai, last game, giờ mình lỗi game nha anh em, mình không hiểu tại sao, không hiểu lý do luôn, mình đang bị last game tiếp. Gì vậy ta? Ok, chào mừng anh em đã đến với kênh của mình. Mình tên là Nguyên Sugoi. Bây giờ game PUBG đã bó chì rồi anh em à, nên chúng ta sẽ chơi PUBG PC nha. Ok, có thể như các bạn chưa biết thì đây là lần đầu tiên mình stream cái con game này. Mong là không bị crash game anh em à. Mong là không bị crash game. À, mày quá. Vô thành công. Ok. Đầu tiên là chúng ta thay bộ đồ nào cho nó thiệt là thời trang nha anh em. Để mình coi bộ đồ nào đây. Ok, cảm ơn anh em đã chia sẻ bài viết của mình nha. Anh em thấy video mình hay, stream hay thì cho mình một like, một share, một follow nha. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với PUBG PC. Hôm nay PUBG Mobile bảo trì rồi anh em à, tầm 2 đến 3 giờ mới chơi lại được. Ok, trong khi chờ đợi PUBG Mobile bảo trì xong thì chúng ta sẽ chơi PUBG PC nha. Để coi có ai chơi chung với mình không.
Bây giờ không ai anh em à. Rồi ok, mình các bạn thích chơi chế độ gì nè? Sẽ chơi chế độ PvP nha. Chờ tụi anh em làm quen. Hello. Nhỏ anh em. Như thế nào đâu? TPP à? TPP, MPP gì cũng được hết á. Nó này mấy bigger không các anh em? Này mấy bigger. Okay, vô. À, Phi Nguyễn ơi, game PUBG Mobile đang bảo trì nha. Cho nên mình sẽ chơi game này. Ok, anh em mà thích, anh em nào muốn chơi chung với mình á, đó là tên nhân vật của mình, Nguyên IQ 500. Trở lại với PUBG PC nha. Ok, đã lâu rồi mình không bắn anh em à. Tầm một tháng rồi mình không vô cái game này. Nên bây giờ mình sẽ vô cái game này để coi cái trình độ của mình nó còn như xưa không nha. Ok, nhiệm vụ hàng ngày của chúng ta là 2 bộ sơ cứu, hồi sinh 2 đồng đội, 7 đồ phi chết đi, gây 5 chấm sang thương lên kẻ thù, gây 5 kill. Wow, nó mở nhiệm vụ tùm cái chính rồi các bạn. Cái nào hết 18, 1 xe 7, 2, 7, 9, 6, 5, có là chữa là đây là setting của mình lên. Nếu các bạn đang thắc mắc là ở phía trên đây nè anh em, phía trên của khúc mình là đó là cái FPS, cái FPS máy mình đó. Game đang bảo trì. Ok, xin giới thiệu với anh em, đây là Jack Shroud, bạn bè cũ của mình. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhảy ở cam hay là parada đây. Như là bảo trì PUBG Mobile là tới 3 giờ chiều nha anh em, 2 giờ chiều 3 giờ chiều gì đó là bảo trì mới bảo trì xong. Ok, bây giờ mình tranh thủ mình chờ đợi thì mình chơi PUBG PC nha. Anh em nào thấy bích nhỏ thì lên tiếng cho mình biết. Okay, chào mừng anh em đã đến với kênh của mình. Mình tên là Nguyên IQ 500. Ở trong một cái game này mình tên là Nguyên IQ 500 nha anh em. Còn trong PUBG Mobile thì mình là Nguyên Sugoi. Anh em nhớ phân biệt cho đúng nha. Rồi chúng ta sẽ nhảy ở bên Paradise Resort. Lâu rồi mình không chơi mà không biết là mình kiếm được cái top 1 được hay không. Nói chung là hình xui. Rồi, go. Mobile hiện giờ đang bảo trì nha. PUBG Mobile hiện giờ đang bảo trì nên anh đang chơi PUBG PC để chờ đợi PUBG Mobile bảo trì xong. Ok, welcome back to my channel. If you enjoy the stream, please like, share, or follow my. Wow, đồng quá anh em ạ. Mình đang chơi chế độ duo nha anh em. Nên là sẽ có rất là nhiều, rất đông. Bây giờ có một thằng nhảy chúng mình nè. Nhau giết nó thôi anh em à.
thằng đối diện ông luôn. Hay da. Hay đạn lắm chậm. Chết rồi anh em à. Thiếu rồi, thiếu rồi. Thiếu rồi đó nha. Một cái khởi đầu thực sự là không may mắn. Đù. Bảo trì tầm 2 tới 3 giờ. Ok, chào cùng nghe nha. Đây là một cái sự khởi đầu mà mình không mong muốn đâu. 2 tới 3 giờ chiều. Đây là Bubsy PC nha anh em. Bubsy trên Steam á. Nếu mà anh em muốn chơi chung với mình thì lát nữa xong trận thì anh em nhớ mời mình nha. Ok, chào mừng anh em đã đến với kênh của mình. Mình tên là Nguyễn An 500. Các bạn lần đầu kiếm mình thì giờ là PC Mobile đang bật chơi đi. Mình chơi 8 cái game này nha anh em. Chơi chế độ FPV nha anh em. Đây cho mình các bạn đến để mình xem các bạn thấy hay thì cho mình like một xem một follow nha. Cảm ơn cả anh em. Rồi ở PC Mobile là mình sẽ ông đơn vị cam và PC PC sẽ nhảy resort. Auto resort. Auto resort nha anh em. Căng cực căng cực căng. Các bạn mình chú ý một điều, đó là các nhiệm vụ ở trong game này rất là nhẹ đôi nha, nhẹ đôi nha. Phải chốt tết tôi vừa chết ông ạ. Thì ván này thì mày biết đâu đéo chết. Lân kiếp luân hồi rồi, kiểu này kiểu luân hồi đây. Biết đâu bất ngờ thôi, trời ơi, nói gì. Ô, Bubsy Mobile này bảo trì mà anh em. Có thằng nhảy theo luôn này. Một thằng, có một thằng đó. Hai thằng, ba thằng, ba thằng, ba thằng, ba thằng. Ê, mẹ chết tao rồi. Không ý tôi là một thằng nhà đôi. Lộn mẹ. Bay lên chỗ không có rồi. Nó mập. Trong nhà sao? Trong nhà. Giật quá anh em à. Gì các bạn mua ảo Bubsy PC à? Bây giờ các bạn mua ở bên device shop hay gì đó, những cái shop uy tín đó các bạn. Các bạn đừng có mua trên với cái shop nhảm nhí nha. Mua mấy trên shop nhảm nhí là có thể lừa đảo đó. Đó, sau một thời gian không chơi cái game này mình cảm thấy mình đang bị tụt dần ở phía sau anh em à.
vậy là những thời gian vừa rồi là mình try hát cái game PUBG Mobile mà. Ok bro. Ok. Để mình làm quen với game này đã. Oh shit. Anh em thấy mic mình nhỏ thì comment cho mình biết nha. This is play unknown battleground on Steam. PUBG. Hello everyone, welcome back to my channel. If you enjoy this stream, leave like, share, or follow button bay for me. Thank you. Okay, no chicken dinner, no sleep, no check arrest. Okay. Okay, bro. I am a noob. Yeah. I know. I am noob. This game is so hard. Wait for me, okay. Paradar rất là đông. Bây giờ nha, xuống cái hộp này nha, xuống lần cha nha. Anh em thấy chưa? Đông không? Wow, như ổ kiến lửa luôn em à. Bây giờ không xuống là chết. Đơn giản là vậy. Mất, kêu thôi. What the hell? Ôi đời mẹ lỗ. Chưa nha anh em. Má, thanh niên này ở đâu vậy? Chơi góc nhà anh em à. Chơi góc nhà mà mình không thấy. Trời ơi.
Mobile hình như là chưa vào được anh em à, nghe nói là bảo trì tới 2 tới 3 giờ luôn mà. Rồi cho nóc nhà gì hả? Ủa vậy là Pupsi Mobile cũng vô được rồi hả anh em? Anh em nào biết Pupsi Mobile vô được rồi thì comment cho mình biết nha. Em ơi, Pupsi Mobile vô được chưa anh em ơi? Ok, để mình bắn xong. Ok, vậy là có người đã comment là Pupsi Mobile đã vô được rồi, cho nên là mình sẽ bắn nốt trận này nha anh em. Chưa được. Cùng là vào được hay chưa? Hello. Hello. Ông bảo ông Việt Nam đấy nhau. Ông Việt Nam. Vậy là chưa vô được đúng không em? Việt Nam. Ba ông chơi chung với nhau phải không? Lát 10 tôi giờ với. Alo. Vậy là đâu có vô được đâu. Anh em này kỳ quá hả? Rồi ok. Anh em nào confirm giúp mình nha, Pupsi Mobile đã vô được chưa? Chưa đúng không? Có người comment vô được rồi, có người comment chưa vô được. Giờ sao đây anh em? Vậy cuối cùng là đã vô được chưa? Vậy là vô được rồi đúng không anh em? Rồi ok. Xong trận này là mình sẽ quay trở lại với Pupsi Mobile nha. Mình đọc comment thấy nhiều người nói chưa nè. Làm gì vào được đâu, vào được rồi. Cuối cùng là vào được hay chưa ta? Ok, mình có thấy rất là nhiều comment anh em comment là vô được được rồi thì rồi vậy là giờ được rồi nha anh em. Để mình xong trận mình ra mình coi thử nha. Không vào được đâu nó bét. Hiện giờ mình cũng không biết như thế nào luôn anh em à, chưa vào được hay là vào được rồi. Mình á đang chơi giả lập nha anh em, mình chơi Pupsi Mobile giả lập chứ mình không có chơi bằng điện thoại. Nếu mà anh em vô được bằng mobile á thì anh em comment cho mình biết, còn mà anh em nào chơi giả lập mà anh em chưa vô được thì comment cho mình biết luôn nha. Rồi ok, vậy là vô được đúng không? Rồi ok, để mình xong trận nha anh em. Vào được, rất là nhiều anh em comment vào được, rất là nhiều comment anh em vào được. Đâu có,
mình cố gắng mình gạt để cho mình chết luôn mà anh em. Mình chết để mình ra mình chơi PC Mobile á. Giả lập vô được rồi anh ơi, mình cũng chơi giả lập nhé. Rồi. Cảm ơn anh em nha. Để mình cố gắng mình xong cái trận này mình sẽ ra PUBG Mobile nha anh em. Ok, làm gõ lên nè. Bước cam nha. Rồi ok, cảm ơn anh em rất là nhiều. Mình thấy đọc comment thì anh em comment là PUBG Mobile đã vào được. PUBG Mobile đã hết bao trì. Bây giờ mình sẽ làm nốt một cái con game cuối cùng. Rồi chúng ta sẽ vô PUBG Mobile. Here we go. Ok, bé rồi cho anh nè. Anh em nào thấy video hay thì cho mình một like, một share, một follow nha. Con game PUBG trên Steam này nè anh em, mình nghỉ rất là lâu rồi. Có game này được 2 tuần rồi. Nên là mình bắn có thể là được. Sẽ không trả cho mình nha. Mình cố gắng cách để thay lại ha. Anh em thấy mình nhỏ thì comment cho mình biết nha. Rồi, Giang ơi, tôi quay trở lại với PUBG Mobile nha Giang ơi. Ok, đây là dáng cuối rồi đó anh em, giờ chúng ta sẽ quay trở lại với PUBG Mobile nha. Anh em đợi mình trong một ít phút để mình setting lại cái PUBG Mobile cái. Vậy là đã vào được rồi nha anh em. Đây một.
Ủa sao nó ta là có cái gì tùm lum hết mà đâu rồi đó. Dịch chưa các bạn hả? Được rồi nha anh em. Vô được rồi nha anh em ơi, PUBG Mobile đã vô được rồi nha. Được chứ sói. Vô đây. Hello anh Nguyên nhé. Bộ sói là ai vậy? Sói là Hữu Nghĩa anh. Hello anh. Ok, hello anh em. Hello nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ trở lại. Sói là ai vậy ta? Sói là bạn ai? Bạn em. Sói là bạn em, Lê Hữu Nghĩa đó anh. À, Lê Hữu Nghĩa hả? Nhớ không? Canh 2 giờ sáng á, lúc 1 2 giờ sáng coi chim thôi nhớ không? Ờ. Đúng không? Ok, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với game chính nha anh em, đó là PUBG Mobile. Cái game hồi nãy mình đuối quá mình chịu nổi. Bao nhiêu năm, ủa bao nhiêu tuần là mình nghỉ game đó. Giờ mình quay lại mình bị ăn hành các bạn à. Giờ chúng ta sẽ quay trở lại với nhân vật chính. Game chính chứ. Đây, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Mình tên là Nguyễn Sugoi. Rồi, chúng ta vô game thôi. Ok, đối với những ai mà mới coi stream của mình thì mình đang là Grand Crown 1 nha. Bọn mình đang có một cái đường đi đó là lên rank càng cao càng tốt. Đó là lên rank ACE nha các bạn. Mình đầu tiên là mình phải chinh phục được cái rank này các bạn ạ. Ok, các bạn thấy hay cho mình một like, một share, một follow nha. Like, share và chia sẻ nha anh em. Ủng hộ anh Nghiên Subi nha. Ok, game PUBG Mobile đã vô được rồi nha anh em. Bình tĩnh chính là như vậy, game PUBG Mobile đã vô được. Hồi nãy anh em cứ làm mình hoang mang, mình cứ tưởng là game không vô được. Mà cuối cùng game đã vô được. Em kêu để em vô thử rồi em nói anh mà. Ok, cảm ơn em. Ok, bây giờ chúng ta sẽ follow bé ruột con nha anh em. Follow bé ruột con. Huy ơi, cái custom á Huy, khi nào mà bay mình đủ lớn mạnh đi Huy, là bên mình sẽ tự tổ chức một cái custom để cho anh em giao lưu nha. Bay của mình có lớn mạnh hay không ơi, của mình Quân. Do cái bạn đó tạo cái game bình luận, tạo cái game bình luận, cái phần game bình không luận không? Ở giữa anh không bay vào nhà chính luôn à. Ok, welcome back to my channel. If you enjoy this stream, leave like, share or follow the bay for me. Thank you. Em bị khóa chia sẻ nhóm rồi anh Nguyên ạ. Ok. Em chia sẻ nhiều quá là nó bị gì á. Rồi, ok, em sao? Hồi trước tụi anh còn bị ban comment. Em chỉ chia sẻ được, em chỉ viết bài được công khai thôi. Có người không? Ở bên cạnh rồi. Ủa, ngủ ba anh em ạ. Dào. Rồi, tao quay trở về với bootcamp thôi anh em. Auto bootcamp nha. Đối với những ai mà chưa coi stream của mình á, là bên mình toàn nhảy bootcamp không nha anh em. Ôi, hai thằng này. Mình thò có một. Game vào lại được rồi nha. Game vào lại được rồi. Thò có một thằng. Go.
À, hồi nãy là mình chơi Bubsy PC nha. Bây giờ mình sẽ chỉnh sửa lại bài viết. Ok. Lưu. Rồi. Anh bắn dung tính nha. Mình vừa mới chỉnh sửa lại cái kênh rồi đó, anh em coi lại nha. Bóc cam ai luôn tập. Ok. Rồi. Game mình đang chơi là PUBG Mobile nha anh em. Game hết bao trì rồi. Này nó có thật. Nó ăn thính ở khu nhà gần Bài Lam. Bảo trì xong vẫn thấy giật này. Ừ, vẫn giật. Tình hình hiện tại thì mình không thấy ai hết. Nên được chủ quan nha. Tôi tịch thứ làm vài cái chết. Hello, Zach Barker. Chào mừng ông đã tới với kênh của Ui Sugoi. Không thính nữa anh ạ. Ủa, thính đâu rồi ta? Ngọt quá, anh em giàu rồi. Ủa, cái thính đâu rồi ta? Em mười bàn tay nữa nha. Zach Barker. Zach Barker. Ủa, này anh mới bắn cái thính này đâu rồi ta? Thính ở sau OK, sau nhà chị Yên nha. I got supplies. Nghe thính tới nè. Ủa? Nhìn như nó rơi trên nóc vậy. Bảo trì xong rồi nha anh em. Nhìn ta bảo trì xong rồi nha. Ủa? Cái thính của mình sao lại rơi trên nóc? Ủa, anh bắn giữa sân mà sao nó lại rơi trên nóc? Mang coi coi. Má, cái thính... What the fuck? Mày coi tính nè. Má, thiệt luôn á. Ủa, anh bắn anh chị thẳng anh chơi mà. Hello Phương Như. Hello Khánh Duy. Hello Phạm Huệ. Ném bom xuống được. Hello tất cả mọi người. Đặt bom ném xuống. Ok các bạn. Ơi. Các bạn coi thính nè các bạn. Mà bạn coi nè. Giờ sao đây? Để mình ném bom thử nha. Ném lựu đạn được không ta? Ném bom được á, 3-4 quả là xuống. Xuống nào em, ở xuống kìa. Nó nhích được một xíu anh em ơi. Nhích được xíu rồi. Anh em kiếm quả bom đi. Em phải ném từ cái hướng ở cái mặt luôn đi để cho nó ra. Anh em nhớ là bơm ê. Ôi chu cha choa. Á cha cha. Còn boss nữa. Để anh ăn cho. Mà mà ông chí là ai bắn không? Chơi game này mình thấy có một trò rất là giải trí. Đó là bắn boss đó anh em. Giải trí với liền. Dư một cái ba nha. Được, vừa cần bom mà. Vừa cần bên bom là có bom luôn. Bom hả? Bây giờ bọn mình sẽ lấy bom mình ném vô thính nha anh em để cho thính nó rớt xuống. Bọn mình mới lượm được thính được. Bây giờ thính rớt ở trên đầu sao mà lượm đây? Hả? Ok, welcome back to my channel. Chào Lâm nha. Hello Lâm. Mày rớt kìa. Ồ, rớt rồi. Mừng quá. Ồ, thích rớt rồi anh em ơi. Ôi, ôi. Có MK, Groja kìa. Rồi. Quăng kết 3 gan nè. Rồi, 3 quăng. Bên cái thính ở chỗ chỗ giữa bắc cam có cái M29 ấy. Ở đây có người nè. Boss hình người đây. Hướng 280.
có hai người nha anh em, cẩn thận nha. Ủa cái thùng của mình mở đây đâu rồi? Đây đây, trên kia có M249 thôi. Có. Ở đây có hai cái 3-3 này. Ok, đối với những ai mà mới coi stream của mình đang là rank Crown 1. Bọn mình sẽ cố gắng lên rank Ace Asia đó anh em. Các bạn thấy stream hay hay thấy mình bắn hay gì đó thì các bạn ủng hộ mình nha. Các bạn coi stream thấy sao rồi thì lấy sao đó tặng cho mình nha. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều. Cảm ơn anh em đã chia sẻ bài viết của mình. Cảm ơn anh em đã follow, đã like, đã share. Chờ bạn anh em không tặng sao để sao đấy nó cũng mất thôi. Không sao không tặng được cho người khác đâu. Chào tất cả mọi người. Xúc xích thay Black Rider AR đó cho Nguyên nha. Đây Nguyên gặp được một trái bơm đây nè. Ok, hôm nay thứ hai là một ngày đẹp trời. Không biết anh em là có đi học không? Anh em đi học thì Cô ba lấy không anh Nguyên ơi? I got supplies. Ôi, để thính nè. Có cái cốc lớn nào không ta? Anh xin một cái cốc với. Chào Tuấn Hải. Chào Dương Ngọc Thái. Hello Mihaita Lon Ion. Thật khó đọc quá. Hello everyone. Hello guys. Sao em? Nghe. Dù gì vậy? Hello mọi người. Ok, giờ chúng ta đi bo nha anh em. Không, anh đang làm á. Có. Ui. Anh đang làm. Làm ở bên công, làm ở bên nhà. Có việc thật thì anh mới qua. Chứ còn về rồi. Thôi, đang làm rồi. Nha. Lát nữa xong nữa. Thì lát xong anh gọi. 2 tiếng. Chào Đặng Quang Hà, chào Bùi Khắc Duy. Cái cây M249 thì Nguyên không có biết bắn. Nên Nguyên chỉ tập trung bắn cây M4 thôi. Với lại bắn M4 mà kiếm thêm cây xúc xích nữa anh em à, rất là ngon. Rất nhất con quen ơi, con quen ơi. Ở đầm cỏ á, các bạn gắn thêm cây xúc xích nữa. Núi núi. Xúc xích, ý của mình đó là núi trước mặt nha. Enemies ahead. Ok, giờ đồng đội bé rùa con. Núi bên kia kìa. Xài con người. Giờ chúng ta đi săn đó nha. Nghe nó có chế độ zombie mà sao không thấy gì. Chế độ zombie á, Nguyên cũng không biết nữa. Có chế độ zombie cái riết hồi nó như đột kích. Nhưng mà Nguyên thấy chế độ zombie không có hay đâu anh em à. Anh em phải bắn lên răng tốc 1 như vậy nè, nó mới thú vị. Nếu mà bắn zombie thì nói chung là cái chế độ nào cũng có cái hay của nó. Mà Nguyên thì rất là thích mấy cái chế độ bắt top 1 hơn, sinh tồn hơn. Chuẩn bị nó nhàn quá. Khúc trên núi nghe thính có người kìa. Em phải là gần kìa anh Nguyên ơi. Số 4 đừng ship á, số 4 này, đừng ship á. Gần số 3, số 4 có người á. Chào Hải. Mai mới có zombie. Giảm tiếng mic của team xuống đi bạn ơi. À mình cái này là mình không biết làm cách nào để giảm nha anh em. Mình không biết làm cách nào để giảm hết. Anh vô cài đẹp thôi, chỗ âm thanh nhắn loa kéo xuống bớt lên như nè. À được. Mình chỉ mút mà. Đó.
Thanh Nguyên ơi, anh Quang lên rồi kìa. Ok anh em đợi một xíu nha. Giờ bên mình sẽ lên công. Lâu Hoài, Lâu Hoài lên thôi, lên thôi. Số 4 lên, số 4. Lâu Hoài rồi. Nghe khó kìa. Anh Nguyên lên, anh Nguyên này. Anh lấy bom nghe khó nha. Anh lấy bom nghe khó á. Ôi. Mày bắn số 4 mà mày. Qua đây cứu à. Clear đúng không? Vậy clear đó anh em. Chúng ta đã clear thành công một team. Ở đây có súng thính luôn. Rồi Nguyên sẽ bắn KK98 nha. Không có slip à? À đấy, ô mày ơi, đưa ca em. Đang sang lên lấy ô mày. Đâu. Này, anh đưa ca cho em nè. Ô, có kéo up rồi anh em à. Xin. Có cốt 6 không nhỉ? Mình sẽ vứt bỏ đạn 7 ra mà mình sẽ lượm lại đạn 5. Ở đây không có đạn 5 luôn. What the hell? À, rồi. Ok, bây giờ bọn mình sẽ đi kiếm một cái top 1 nha anh em. Tiền mà có âm thanh VL. Tất nhiên là không hắt rồi. Ok, cảm ơn bạn VC Mai nha. Tiền âm thanh dòng cuối bên phải. Tiền âm thanh dòng cuối bên phải. Làm giật của AR ai lấy không? Ai lấy làm giật AR không? Các bạn ơi, xong trận rồi mình sẽ chỉnh nha anh em. Xong trận nha. Anh em đợi mình xíu. Bây giờ mình sẽ tập trung vào trận đấu. Mình đi giết người và kiếm một cái top 1. Thấy thằng nè anh em, 75 nè anh em, gần nguyên nè. Còn thằng nữa. Số lượng nhà hay gì á. Đây nè anh em. Số lượng nhà nè. Enemies ahead. Được một thằng rồi. Em check coi. Có chuyện nằm cỏ. Lưỡng nhà anh Quang. Trên đồi bắn kìa, trên đồi bắn kìa. Enemies ahead. Chỗ bên mình ấy có người. Ok. Sao ít nè em ơi. Không, em bắn x6 thôi. Ok. Ok, ok. Bạn để chế độ HDSR hay chế độ HVHD vậy? Nguyên cũng bị thôi. Nguyên cũng không rành lắm. Để thấy rồi kìa. Knock. Bắn cua vô cho anh nha rùa ơi, ra đẩy nó. Ok. Ngó lên cho anh, ừ. Ngó lên. Ok, giờ mình sẽ đẩy bọn nó nha anh em. Nó mò rồi. Số 4 có sao ghi không? Đứng ở đây con vợ số 4. Rồi chết, ôi Việt có kìa. Vịt con ơi, I'm sorry vịt con. Vịt con đây là bạn của mình anh em à. Vịt con là bạn của mình. Và bên mình đã clear thành công team của vịt con ấy, còn thằng nữa. Whatever love. Anh nhìn này đâu ra vậy? Rồi bây giờ còn 5 thằng nữa là sẽ có một cái top 1.
À, giờ mình chạy qua anh em ơi. Đi đi, chạy qua lại nè. Let's go. Ồ, chỗ này trống quá anh em ơi. Chỗ này trống quá. Thêm một cái 6 nè. Ai cần không? Em à, đưa em đi. Thêm một. Lên đây vị đây, lên đây vị đây. Ôi sói rồi, lên đây. Ok, giờ bo đang tới nè anh em chuẩn bị tinh thần nha. Chạy bo nha. Thôi chạy lên núi đi anh em. Đi chạy lên núi hướng 220 nè, đi qua đó cho nó an toàn. Chứ khúc thì chóng quá. Ok anh em thấy hay cho mình một like, một share, một follow nha. Bọn mình sẽ cố gắng kiếm một cái top 1 cho anh em coi. Bây giờ mình còn 7 thằng nữa. Không tính 4 thằng mình là còn 3 thằng. 3 thằng nữa là top 1. Là coi như là còn một team. Một cái top 1 đầu tiên anh em à. Một cái top 1 đầu tiên sẽ diễn ra ngay trong hôm nay. Bo mà ở trên đây cao. Bây giờ mình đang ở trong bo nè. Mình nghĩ bọn này ở trong nhà. Mình nghĩ vậy thôi nha, chứ mình không biết nha. Mình đoán là vậy. Mình nghĩ tụi này ở trong nhà. Mình nghĩ tụi này là ở trong nhà anh em ạ. Hello anh em thấy một thằng ăn một thằng lên xem một follow nha. Enemies ahead. Rồi ok. Rồi thấy rồi, hướng 20. Bố nó ba luôn á. Đúng rồi, nghe đó luôn á. 120. 23 thiện. Mình coi thấy mơ cho bơm. Tìm nó luôn á. Đừng đẩy rùa ơi. Rùa chạy bo, rùa chạy bo. Đang ngoài bo, rùa ơi. Từ từ từ, đẩy nó chạy bo, bỏ đi. Rồi, một trái. Ôi, wow. bên phải mình cũng có à. Một thèm bên phải cũng nghe câu cá nha. Bò vô đây. Wow. À, cục đá đối diện. Rồi, bò đây cứu anh. Rồi. Má, thằng đây phải kìa, thằng đây phải nè, thằng đây phải nè. Thằng không lên ra, không lên. Một bé là đàn ông. Có thằng đây phải đó. Bên này một thằng, bên phải anh, bên okay, phải okay, anh. Ok. Rồi còn một. Phải nè. Ngay cục đá ngay anh luôn. Yeah. Rồi. Hay rồi. Đầu tiên. 1 3 2. Trời nắng mà nắng chiếu vô nên anh em thấy sáng. Ok, như trong cái stream thì bên mình đã kiếm được một cái top 1 đầu tiên của trận. Anh em thấy hay thì cho mình nguyên một like, một share, một subscribe nha. Cảm ơn bạn Thanh Tùng. Ok, sẽ bắt cơ. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi, cảm ơn anh em đã like, đã chia sẻ bài viết của Nguyên nha. Nguyên vừa mới nhận được một lời mời các bạn Adrian đi cho em kể stream với. Ok. Là Adrian. Một cái top 1. Sẵn sàng Nguyên ơi. Đợi một xíu anh.
Anh em có sao thì tặng anh Nguyên nhá. Chứ sao đấy anh em để cũng không tặng được ai đâu. Anh em coi stream á là sẽ tự động rớt sao, anh em thấy sao rơi thì tặng cho Nguyên nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi stream của Nguyên. Anh em thấy Nguyên bắn hay thì cho Nguyên một like, một share, một follow để ủng hộ Nguyên nha. Rồi bay Nguyên càng ngày càng lớn mạnh thì sẽ có một cái custom tổ chức dành riêng cho anh em cọ sát giao lưu. Chị anh chơi game dễ mà anh Lâm Điên. Anh tạo tải cái phần mềm Tencent Gaming Buddy. Game chơi chung với em nè. Em kéo anh cho, em kéo răng anh cho. Qua đây, qua đây. Có đứa kêu anh là chú à, Như ơi. Ok anh em ơi, thấy hay chia sẻ cho Nguyên nha, giúp đỡ Nguyên nha, ủng hộ Nguyên nha. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều. Cảm ơn các bạn. Đâu, không biết bị bắt chưa Nguyên á, thì Nguyên đang là răng Crown 1. Đây là hành trình của Nguyên khi mà kiếm một cái răng mới, đó là răng ASE. Răng ASE dễ rồi. Răng ASE không biết có dễ. Ok anh. Anh ơi ủng hộ em, ủng hộ em bằng cách like, share, follow nha. Anh em không cần giúp mình, hiện tại đây là full slot. Đang full slot. Rồi, có ai không? Cái chiếc tắt nè, xin xin. Sáu đánh sốt, sáu ơi. Em ơi, đánh sốt đi. Ok, cảm ơn em. Wow, vừa vô đã có một cái K98 sốt. Xịn. Ok, chúng ta đi kiếm thêm một cái tập 1 nữa nha anh em. Bên này có AK nè. Chấp 2 holo laptop kìa. Mày ơi, bộ 4 mày ơi. Mày ơi, chuyện kia có mũ. Công qua lên. Đi công. Anh đã có mũ đâu. Bắn kìa. Úi giời, nó bắn em, nó bắn em. Bắn em à? Em chạy qua đi. Nhanh nhỏ, bên phải, nhanh nhỏ. Nhanh nhau bên phải. Con qua nó đi. Nóc rồi. Ở trong em coi trong cái lò nướng á Quân. Để ngoài sợ mèo nó ăn á. Một bé đã ra đi. Giết bắn bạn tao hả mày? Giết bắn bé rùa con hả mày? Ôi bổ qua nè. Làm sao? Nhảy xuống rồi. Có vũ khí bí mật, đó là cái K98 cực kỳ mạnh. Nhưng mà không ngán bố con nào hết. Cực kỳ là bể đầu thôi, không có nhiều. Bỏ trì xong rồi nha, Tuấn Hải Gaming ơi. Không có cố nào ta. Đây có thêm cái K98 nè. Đâu rồi? À, nóc hay nha. Nhà chị có người nè. Nhà chị lại cái huyết nè. Công nhà chị. Wow, anh em coi nè, mình sẽ bé
đầu chân này cho coi. Ở giữa tầng 2 nha. Á, sân thượng chứ. Wow, không bị đâu ta. Châu quá vậy. Nó nhảy xuống rồi. Châu lắm á. Yếu rồi nha sói ơi. Nó vừa mới nhảy xuống á sói. Mà nó nóc. Châu ngồi bên sói này. Tỉnh hơn quen ơi. Rồi mình thấy nó rồi. Nóng. Chúng ta cho bắn luôn nè. Rồi quen nóc luôn rồi. Nhà chi bị nóc rồi nha. Khó quá. Vào game được rồi nha anh em. Anh em vô game đi. Không có súng ở tù. Tỉnh rồi. Bỏ không công nữa. Hai. Vậy mà không bể đầu. À, mình cầm một cái khẩu súng auto anh em à. Giữ mạng nha rùa, đừng để nóc nha. Sân thượng. Mà ép rồi em kìa. Thằng nhảy xuống hai nhà đôi á. Sân thượng có một. Đó, chỗ đây rùa ơi. Hai. Một đọc hai nha, đọc hai nha. Hai đó. Ồ thằng cuối cùng á, ngay cái chỗ đó. À, anh thấy rồi. Anh kia lốc à? Anh lốc hai đó, còn một thằng cuối cùng ngay cái nhà đôi. Đúng rồi, ngay hai nhà đó em. Ừ, hai nhà hướng 105 á. Click. Cái kết đừng khinh thường chủ tịch Mitsugoi. À, mình vừa mất clear thành công một team. Bây giờ thiệt hại bên mình đó là mất hai người anh em à. Thiệt hại của mình đó là mất hai người. Đây có cây M4 nè, mình sẽ bắn cây M4. Đây có cây 98 nè em ơi. Lấy không? Có. Đây. Ok anh em thấy Nguyên bắn được thì ủng hộ Nguyên nha. Bằng cách cho Nguyên một like, một share, một follow. Thằng thấy ngã giờ lấy không anh? Anh có rồi. Cảm ơn Thành Phân. Cảm ơn cần làm đó là một bình nước.
Đây, ngoài cái bánh này nè. Xịt. Bảy bình máu. Hello mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Elite Gaming. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Nguyễn Sugoi. Các bạn ủng hộ mình nha. Giờ máu nhiều quá. Còn cái lực của hai bạn. I got supplies. Được kiếm cái mũ 2 anh em. Anh em kiếm dùng nguyên mũ 2 nha. Đại mà 24 thì 34. Ô, có thích nha. Ô, what the hell. Ơ, tự nhiên mình lụm được cái thích anh em à. Cho mình cái thích luôn. Ở đây lụm kém kích này em ơi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình không có cái mua 2 nữa, mình đã có mua 3 luôn rồi. Thiếu cái băng đèn mở rộng của mày tư thôi là xong. Cảm ơn anh em đã theo dõi Nguyên, cảm ơn anh em đã chia sẻ và đã like, đã share cho cái bài viết của Nguyên. Anh em có stream thấy sao rơi thì lấy sao đó tặng cho Nguyên nha. 100 sao á là Nguyên được 1 đô. Nguyên bây giờ đang stream ở trên phòng ngoài rất là nóng. Nguyên cần một cái máy lạnh. Nguyên cần tới 300 người tặng cho Nguyên mỗi người 100 sao. Thì Nguyên lấy tiền đó Nguyên mua máy lạnh. Thành chú mới, thành chú mới. À, giọng của mình nó hơi bị khàn khàn bởi vì mình hôm qua mình bị nghẹt mũi, nghe hai bên mũi luôn. 5 giờ sáng mình mới ngủ được. 5 giờ sáng mới ngủ được mà 12 giờ là mình đã phải dậy ăn cơm, tắm rửa ăn uống này nọ. 1 giờ là bắt đầu livestream. Có băng đạn chưa anh? Hả? Có băng đạn chưa? Băng đạn hả? Rồi ok. Thật ra cái mà Nguyên nói là lấy số sao đó Nguyên làm từ thiện là để vui thôi. Chứ số sao đó sao mà đủ để làm từ thiện hả anh em? Anh em nào có đi ngang qua thì cho Nguyên một like, một share, một follow để ủng hộ Nguyên nha. Tính à. Ôi sương mù vậy đâu em, cứ vô bắn gặp em ơi. Bắn cho hát đi em ơi. Ok. Giờ bút cam núp hai. Giờ bọn mình đang là ở giữa map, giữa một cái dòng bo rất là đẹp. Mình nghĩ là bo sắp tới sẽ là bo thêm bút cam nữa. Nên mình nghĩ là chiến thuật không nên đi lung tung anh em à. Chúng ta cứ với cái map thời tiết như thế này. Tức là bên Nguyên còn 2 người. Bên Nguyên đã mất 2 người rồi. Còn mình Nguyên Sugo với lại bé ruột con là ở lại với Nguyên. Còn lại là anh em đã ra đi tìm đường cứu nước. Ok Vinh. Lần này bọn mình sẽ cố gắng kiếm một cái top 1 nữa anh em à. Còn 17 thằng nữa. Dễ mà đúng không? Bây giờ anh em mình cố gắng không đụng độ một bất kỳ team nào. Chỉ cần top. Nếu mà bất khả kháng thì chúng ta phải cơ bát thôi anh em à. Còn không thì cứ mặc kệ nó. Cứ để cho bọn nó giao tranh. Đây là một cái chiến thuật mà rất là dễ mà anh em nào cũng có thể làm được.
anh em chỉ cần kiếm một cái bộ đồ cỏ giống nguyên nè, thấy không? Xong rồi anh em kiếm một cái bụi cỏ, anh em nằm ở bụi cỏ, nằm thì nằm nhưng mà anh em phải kiếm một cục đá hay là một cái gì đó để cover nha. Anh em mà không có cái cục đá hay là cái gì đó để chắn đường mình, để kiểu như là che cái tầm mắt á, thì anh em chết chắc. Chết chắc luôn á. Đây, đây là khoảng cách này đây. Ví dụ cho anh em thường là mình ở gần là mình sẽ thấy một cái cỏ đúng không? Nhưng mà mình zoom từ xa thì mình lại không thấy một cái cỏ nào hết. Đó, mình có thể dễ dàng bắn bể đầu những ai mình nằm lộ liễu như thế này. Lát nữa mình ví dụ cho các bạn coi. À, game mới hết bảo trì em ơi, game mới hết bảo trì. Thật ra anh đặt tiêu đề thôi cho anh em sốc gì thôi mà. Game hết bảo trì. Đang xem rồi. Chơi BUBG mà họ đang hỏi, đang xem BUBG mà đang hỏi còn bảo trì hay không, buồn cười. Ok, hello everyone, welcome back to my channel. My name is Mi Sugoi and I will fry chicken dinner today. Vừa hết được tí sương mù lại có. Tiếp tục. Vẫn là sương mù. Khổ lắm anh em à. Sương mù everywhere. Every time. Không nhìn thấy cái gì thôi. À, mình đã bốc mắt rồi anh em à, mà còn gặp cái mắt sương mù nữa. Thì sự mà nói là mình không muốn chơi game. Mình chỉ muốn nằm ở đây thôi, nằm ỉa thôi. Đó, nằm ỉa đợi bò tới thôi. Mình không có cần phải đi kiếm người giết đâu anh em à. Map như thế này kiếm người giết thì sao mà chơi. Nhìn đây đang chờ đá stream này, cho đủ sát Parker. Ok, nếu mà anh em nào muốn đá stream mình á là anh em đợi mình xong trận nha. Bên mình auto nhảy bút cam nha anh em. Ba kho bút cam, anh em nào mà muốn solo hay là tỉ thí skill với mình á, hoặc là muốn gạt giờ mình, hoặc là muốn không cho mưa, hoặc là muốn không cho mình chơi game á, thì anh em hãy vô bút cam ba kho đây ngay mình bên luôn nè, anh em thấy chưa? Anh em hãy vô đây là anh em sẽ gặp được Miss Sugoi và bé rùa con. Ok, giờ anh em cứ nhảy xuống đi, ai sẽ thắng thì lát nữa sẽ tự động biết, nhưng không cần phải nói nhiều. Ông mà thấy thằng địch nào cầm chảo chạy lại thì đừng bắn nha. Con Phi nó bắn thì mẹ trẻ hơn hắn. À. Sợ là... Mẹ vô đây Hải, vô ngon đá chim tao Hải. Mình nói rồi, anh em nào mà muốn phá mình không cho mình. Ôi, ôi, anh đi bơm vậy? Anh em bơm ấy. Nó, có người, có người đây em ơi. Ok, có tiếng chân gần luôn nè. Ho. Đây không phải là chị để đùa. Ho. Có người. Ôi. Đâu anh ho à? Ho, bắn anh. Nó lên rồi, nó dưới anh ơi. Dưới nhà mình. Ok. Chạy đây em ơi, chạy đây. Bắn vào. Ây da, cậu má, hai anh này biết mình ở đây luôn các bạn à. What the hell. Trời đủ. Tại sao bọn nó lại biết mình ở đây mà ngay lúc đầu là nó đã ném bom. What the hell. Thôi xong, tôi bị đá stream rồi anh em ơi. Tôi bị đá stream rồi. Mình bị đá stream rồi. Hello Luân Lê. Còn không mau một like, một share, một follow hả Luân? Yo. Đá stream. Mình bị đá stream rồi anh em ơi. Ôi may chuối. Không đùa được. Không đùa với ai. Quả bom với áo đáp. Quả bom với áo đáp đáp thẳng lên chỗ nhà anh à?
cảm nha, đây là bởi vì đó là thời tiết sương mù. Nguyên nếu mà có đi kiếm người thì Nguyên cũng không thấy ai cả. Nguyên chỉ còn cách là nằm ở trong bo thôi anh em ạ, à, biết làm sao được. Nếu mà không phải sương mù là Nguyên đi kiếm người giết rồi. Bao nhiêu tiếng là nó có sao ra? Nhậu vậy. Bây giờ nè, Luân Lê mà muốn nhậu với mình càng sớm càng tốt á thì Luân Lê cho Nguyên một like một share nha. Để Nguyên càng ngày Nguyên nổi tiếng nha. À, răng mình đang là răng Crown 1. Anh em cứ việc comment, Nguyên sẽ tương tác, Nguyên sẽ trả lời, Nguyên sẽ kêu gọi anh em rất là nhiều á. Chuẩn mẹ rồi. Quỳnh Mina. Quang ơi. Nghe. Quỳnh Mina trên slot kìa anh. Quỷ Hải này. Mina đang xin tao chơi chung mà mày vô mày giành slot Mina là sao mày? Giành kèo Mina hả mày? Quỷ. À, bảo trì game hết bảo trì rồi bạn ơi. Bảo trì chắc là bảo trì trên Ruby thôi. Như PC là vào được rồi nhé bạn nhé. Ok, tiếp tục là bút cam. Giờ chúng ta sẽ follow bé rùa con. Anh em follow bé rùa con nào anh em ơi. Để cho bé rùa con nhảy. À, Quỳnh Mina để là tên game hoặc là ID nha. Để xong trận mình mời các bạn. Thấy Hải muốn chơi không? Hay là chỉ chơi chung với Quỳnh Mina thôi? Hay ha. À, Nguyên rủ thì không chơi. Quỳnh Mina rủ thì lẹ lắm. Rõ ràng. Rõ ràng. Vậy, anh em tôi học chung trường đại học. Anh em như tầm này. Đúng là anh em cây khế mà. Anh em như tầm này em. Đúng rồi, anh em cây khế. Anh em cây khế mà. Nguyên đã đích thân rủ nó chơi luôn mà nó không chơi đó các bạn à. Mà khi đó Quỳnh Mina rủ chơi thì tà lanh, tà lọt. Comment rất là quyết liệt luôn. Ờ, Mina có một cái súng M4 16. Đây có người không? Giả thích ra. Bảo trì trong giờ thế nhỉ? Đây, thời tiết như thế này nè anh em. Mới là thích thú. Phải là như thế này. Boss hay gì em? Nó kè KK 98 luôn. Đây có KK nè. Thơm. Chúng trong thùng có cóp 6 kìa. Đâu? À đâu, trong thùng có giáp 2 à. Trong thùng có giáp 2 à. Rồi, mình là một cái holo và một cái giáp 2, mình đã có đủ giáp 2. Mình cũng đã có đủ 2 cái súng. Giờ chúng ta vô bức cam. Đã hụt mẹ rồi. Xin slot từ hôm qua rồi. Hôm qua là Quỳnh Mina nói là tôi nhớ là Quỳnh Mina nói là khi nào Quỳnh Mina stream thì sẽ chơi chung đúng không? Mà lúc đó thì Quỳnh con qua đây. Ok, Quỳnh Mina cứ để lại cho Nguyên cái ID nha, tên game ID. Còn một thằng nữa gần đây lắm. Các bạn. Nó trong nhà đóng cửa kìa. Chết quá Quỳnh Mina. Ok anh em nào đi ngang qua để lại cho Nguyên một like, một share, một follow nha. Ủng hộ Nguyên. Ơi, Nguyên thấy một thằng nè. Từ nhà chi nhảy xuống rồi nè. Thiệt là liều lĩnh quá đi mà. Để Nguyên coi có thể giết được nó hay là không. Thì nó chạy vô kho hay gì à? À dưới ngôi nhà chi, nóc nhà chi luôn.
Để em coi là anh em. Nhà ba tầng trước mặt đây. Ba tầng trước mặt. Sau thì đó là đất bể đầu đó anh em. Bên này có người anh ơi. Cho bên có người nè. Đúng rồi, let's rock Barker. Bộ máu đã. Nguyên mới nóc 1. Bây giờ thằng đó đang giờ này có người nè. Ôi, ok anh em. What the fuck? Không biết từ sao học luôn. Một viên nè. Hai thằng nè. Bên này để mình nguyên qua cứu. Cứu đi ông ơi. Sao rồi, xuống cứu đi. Cứu đi rồi, nguyên qua mình cứu qua cho. Nguyên có 4 kill anh em à, nguyên là có 4 kill. Nguyên nóc thằng dưới bằng KK98 no scope. Nguyên sẽ làm thêm một pha nữa cho anh em coi nha. Bây giờ hướng địch là ở đối diện hướng 160 nè, ngay đó luôn anh Nguyên. Đúng rồi, ngay đó luôn á. Ai có cấp to cho Nguyên nha anh em, còn không có thì thôi. Đây của tao rồi. Đâu ra đây rồi, anh bắn K98 nè. Ok anh em xem Nguyên má nó cái thằng này cover cho anh nha. Mình thấy rồi. Nè anh em coi nè, ló đầu ra là chết Nguyên nè. Nè anh em. Thôi hút. Đây có thằng đấy gần nè anh em. Em chết. Đó bên này có một mình à, công qua đi chứ đợi gì nữa. Không có máu. Đúng rồi, còn một mình nó anh em à. Ai công qua không? Còn có một mình đó mà. Ủa gì vậy? Gì vậy? Vô bò. Nó xuống dưới rồi. Rồi thấy nó rồi. Nó xuống dưới rồi, ra cái nhà sau cùng luôn rồi. Góc nhà chi đó nè. 15. Nó sang kìa anh ơi. Anh Quang nó sao sao mấy thùng rồi. Từ từ anh ơi, để em bóp. Đưa lại. Tớ bị. Nguyên là nóc một thằng ở ngay nhà chơi nha. Vậy là có hai team, một thằng này là thằng lẻ. Khá hay đó. Lê Nguyễn. Gì vậy ta? Anh Quang móc bên trái đi. Anh nhảy sang vào tường móc bên trái đi. Nên giờ ai, có ai có máu không? Nguyên. Qua nè. Tỉnh lên ơi, em có máu không? Ở đâu bắn anh nữa vậy ta? Nhà kia á. Ở kia bên nhà kia. Cần não quá anh em à. Hết rất máu rồi. Bây giờ Nguyên với anh em đã hết máu. Giờ cũng thấy Nguyên nữa hả ta? Anh em, em thấy một xe ở trên núi cam kìa. À núi trên sọt kìa. Một xe ở núi rồi. Bên nó có máu không? Bên nó có máu không? Đây, cứ ra. Ôi, hoặc ép gần nè. Chẳng quá nha. Rồi, anh coi Nguyên bể đầu này nè. Trời. Bất bình heo. Càng quá. Có thằng cho Nguyên nè. Có thằng cho anh Nguyên kìa. Có thằng cho anh kìa. Rồi. Không được ăn đâu.
đi. Anh em có viên bắt đầu này nè. Gì gì mà không bắt đầu anh em à? Yếu anh yếu hả? Nó đâu em? Nhà chơi anh. Như còn đúng một thằng ở ngay nhà chơi thôi à, anh em ơi. Anh em cứ bình tĩnh thôi, đừng để nó gạt giòn nha. Giờ Nguyên đang hết máu rồi. Để mình coi nó có thể đi đâu. Đi lút giường qua đó đi. Nice lambo. Ok bro, thank you. Anh qua xuống sông bên ơi. Chạy qua bên hai nhà nha, hay nè. Enemies ahead. Chạy qua đó đó. Đi chỗ bình á. Nhìn thấy chưa? Chạy qua cái nhà Nguyên Bình nữa nha. Ở dưới có mũ ba này anh Bình ơi. Dưới hầm rồi. Anh đang xài mũ ba mà. Ok, còn đúng một người. Ở gần sói á, sói ơi. Coi chừng nha sói ơi. Nó ở gần sói á. Còn đúng một người nữa thôi anh em à. Là mình sẽ chính thức đi cam. Bây giờ mình không thấy nó. Chắc có lẽ đã chạy rồi. Bây giờ mình không thấy nó. Ông giờ mình lượm nước nha. Nước mình bú được á. Đào quá. Rồi ok. ID Quỳnh Mina. Lát nữa xong trận mình sẽ ra mình kết bạn nha. Quý vị ơi, thông cảm cho Nguyên nha. Cái mic mình nó bị xìu, nó bị mất cái miếng gì đây nè. Nó không có cố định được. Thông cảm giúp Nguyên nha. Anh mới bắn súng tính nha. Ok anh. Đó, tính nó nấp luôn vậy. Còn một thằng nữa nhưng mà nó đâu mất tiêu rồi. Xe nó chạy luôn rồi anh em à. Chắc nó chạy luôn rồi. Đây có cái cam qua nè. Anh bọc rồi. Nó em này anh. À ok. Em này không? Ok ok. Em này em check nè. Ok ok. Mình có cái 4 bánh dư nè. À lầm không? Thánh gì anh? Ok, thấy thánh rồi. Mày rớt mấy nhà nữa đi nha. Chấp 3. Ồ, sẽ là snapper luôn. Này em có giáp 3, có gì? Có, sói, có. Em không biết nữa, đào máy tính nữa. Đào máy. Can you set me? Có 10K14 này em ơi. Em ăn ít 8 không? Có. Em ăn ít 8 không? Nè. Đâu anh có ít 6 rồi. Ê, à, anh em anh lấy 6 không nè? Thôi, đi ăn. Ok, em đâu. Ok, nói đến bơm kìa. Có kem ở hướng SDL kìa. Em ném à. Có kem ở hướng nhà SDL. Vô đây rồi. Ok, có tiêu bắn rồi em. Em cẩn thận nha. Tao có trên đồi hay gì á. Ơ, gần nhà nè, công bắn kìa. Nghe như trên đồi chứ. Công bắn kìa. Có một. Một lon Pepsi 10k. Nhưng mà anh bán tới 12k lần em ơi. Ơ, mình bị két rồi anh em à. Đi. Mình bị két thôi. Mày hả?
nó mèo ném xong mốc kìa. Ok, mình chép điểm mày này. Bé mẫn 21cm. Xỏm con. Hướng ngay nhà. Trong trên núi có luôn. Mày quay từ tướng vô đường mày ơi, chết gì vậy? Ở trong nhà có người nha, trong nhà nghe khó có người, với lại trên núi có người luôn. Rất là nhiều hướng. Ok, mình sẽ lên sân thượng mình ke nha anh em. Mình sẽ ke cho nhà. Không có cái con bé xúc xích nào thích ta. Ok, chào mừng anh em đã đến với kênh của mình. Anh em thấy kênh mình hay cho Nguyên một like, một share, một follow nha. Trên núi nè, bắn nhau nè. Khu nhà bên phải có người nha. Hướng Ede. Ok. Rất là đông anh em à. Rất là đông, rất là đông. Trên núi có. Ôi gì ghê. Trên núi kia lại có luôn à, mình thấy rồi, 130 nè. Chim nè. Chạy ghê quá. Thấy rồi. Một gì nè. Ô ô, anh em thấy gì chưa? Ô ôi mày chuối. Ô mày chuối. Nguyên vừa mới bắn một khoảng cách rất là xa anh em à. KK98, một viên bảy đầu, một tia đang di chuyển. Gần là ảo diệu quá đi mà. Mình không tin được pha đó luôn á anh em à. Giờ tụi này sẽ đang chạy bo nè. Cái hướng từ trên núi sẽ đang chạy bo nè anh em ơi. Hướng 25 nè. Enemies ahead. Ok. Giờ anh em tập trung kem ngoài bo trước nha. Anh em kia hướng 25 nè. Anh em tập trung kem ngoài bo trước đi. Mấy tụi chạy bo kệ mặc kệ nó. Mình đánh rì bo. Để mình coi có ai chạy bo không. Bây giờ Nguyễn Dưỡng chưa thấy ai chạy hết. Ờ là trên núi, Nguyễn thấy trên núi rồi. Nó bị nóc rồi. Ôi. Ờ chết luôn rồi anh em à, Long Thể Ngu. Long Thể Ngu đã bị tiêm nào đó giết gạt giò rồi. Long Thể Ngu là cái thằng Nguyễn Dưỡng bị nóc hồi nãy đó. Giờ có nghĩa là trên đó còn tiêm nữa. Đó, tự nhiên Nguyễn đã nghĩ. Ai giờ này mà không. Em không có phết kích luôn. Phết kích hả? Anh đéo có luôn nè. Lạy chúa. Vì đây xảy ra vậy. Trên cao tinh đao forward. Rồi bây giờ à mình thấy rồi, mình thấy rồi, mình thấy rồi. Oh. Nó xuống kho kìa, nó xuống kho. Mình thấy anh đi nó chạy kho rồi. Chạy rồi. Nó chạy xuống kho đấy. Đá chứ, đá vẫn còn nè. Đá chạy lên nè. Trên đó còn tim nữa. Hai thằng chạy bo kìa. 40. Giờ anh em ke mấy thằng chạy bo nè anh em ơi. Ke dễ thôi. Đó, mình thấy chạy bo nè. Ồ, dữ quá anh em ơi. Ồ, dữ quá. Ở gần miền khó
Có thằng trong bóc cam kìa. Cũng có người nha. Có thằng gần bóc cam rồi. Khép trái, khép trái bên góc nguyên đi. Chạy. Mình vòng qua bên trái đi. Bỏ vô khói nguyên ơi. Đừng cứu anh ơi, cứ bắt gì là đừng cứu. Còn gì? Rồi xong. Má, một pha xây một cái cố mắt. Có chị xong rồi nha Trung ơi. Mọi người chia sẻ giúp mình nha. Thấy hay cho Nguyên một cái chia sẻ nha. Sẵn sàng Nguyên ơi. Nguyên ơi. Nghe anh ơi. Sẵn sàng em. Nguyên đã kết bạn rồi đó. Mà vẫn chưa thấy. Một pha điện ngu rất hay. Chuẩn rồi. Trong bút cam nãy là không có một cái máu. Không sao được. Gật quá. Bà chị xong gật quá. Cảm ơn em đã theo dõi stream Nguyên. Cảm ơn em đã chia sẻ. Anh em thấy hay cho Nguyên một like, một share, một follow. Anh em coi thì sẽ rơi tặng cho Nguyên nha. Ta bỏ đi ta lần này trận mới. Trận vừa rồi top 1 thì trận này top 1 khó quá. Mình đã có kết 3 xong rồi. Xui 4 thì như bùi luôn. À, đủ má sao bị Trung Quốc rồi? Không phải luôn. Nè, đang cầm con chuột bị Trung rút. À, anh em thấy hay thì ủng hộ Nguyên bằng cách một follow, một share, một like nha anh em. Ủa anh Nguyên có thắc mắc, anh hỏi anh cái này xíu được không? Hả? Hỏi đi em. Cái stream bà stream Milona bà hát thiệt luôn á. Hình như là cái bà Milona cái bản mà say suốt như vậy không hát sao được. Do anh cái bản nó anh thấy á. Quản bị cái bản luôn. À, các bạn thông cảm nha, nếu mà các bạn coi stream Nguyên lâu á, thì các bạn sẽ biết là bên mình là auto nhảy bút cam. Tại sao? Là bởi vì bút cam là nơi mà anh em giao tranh rất là nhiều. Mà mình thì muốn lên tay. Mình muốn tay mình càng ngày càng to lên các bạn, giờ tay mình bé quá. Tay mình bé quá. Muốn tay mình càng ngày càng to. Để mà mình sẽ auto nhảy bút cam, nhất là ba co. Anh em nào mà muốn săn mình hay là phá mình cho mình chơi game á, thì anh em cứ bị vô đây. Ở Dead Go Chan hình như có phải là bạn đó trước tặng sao cho mình không ta? À, những ai tặng sao cho mình rất là nhớ da nha. Những ai mà chữa mình là mình
là mình không quan tâm đâu. Mình chỉ nhớ ra những ai mà đã tặng sao cho Nguyên thôi. Gì vậy ta? Sao chết rồi? Chưa có người hết. Ơ? Nó chạy ra ngoài luôn rồi. Nhưng em cứ tưởng clear chứ. What the hell? Giờ là có một người anh em à. Có team ở đây. Chứ hả? Còn thằng nghe thùng luôn, có thể cứu em ơi. Anh hết máu rồi. Đây 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 nè, nên cứu á. Ngọc tiếp. Máu chưa anh rùa. Đây, phụ nguyên nè, phụ nguyên nè anh em. Clear thành công một tiếng. Nè nó máu anh rồi. Wow, có số tên anh em ơi. Chào to anh em ơi. Mình sẽ làm lại cái barrel. Là bởi vì cây kia hết nghĩa tạng rồi. Một máu đã. Ok. Hello everyone, welcome back to my channel. If you enjoy this stream, please like, share or follow the bay for me. Thank you. Tụi này nó công qua luôn quá anh em à. Quay quá đi à. Anh cúi xuống nhặt súng nó bữa vô đầu. Quay lên nó giật là hết giật là thấy đi rồi. Trong bối bá trì xem sức lát. Có cách nào không chơi bản Việt Nam nữa được không ta? Mình tải thẻ cái bản Tencent về luôn anh hả? À. Lên mạng gõ Tencent Body á. Tải bản nó về. Thì anh xài Tencent Body đây nè, nhưng mà bây giờ bấm vô cái Wow, dùng cam của người hay là không? Nên hãy đón xem. Chưa mới clear thành công một team. Còn à, chưa clear đâu bạn. Không có clear đâu nha. Có người nha. Trên nét vẫn còn nha. Ôi đi bạn không một kiện chập phải luôn. Nó nhảy xuống kìa. Chỗ nào em? Chứ bạn luôn hả? Ở bên phía cái nhà. Nhà boss căng ấy. Mình thấy rồi nè anh em coi Nguyên bể đầu nè. Hay quá nhiều hơn. Chết. Mày hay bắn gắt không? Gắt. Chủ tịch chụp bé quá gắt. Bây giờ nóc một thằng nghe nhà chơi luôn. Bây giờ dắt Nguyên hư mẹ rồi. Giờ để Nguyên chạy qua bên đó diễn. Nhà chơi có hai ba thằng gì đó anh em à. Có nghĩa là một team. Một team nhà chơi. Mình cẩn thận. Giờ nó bắn phá giáp thường giáp luôn rồi. Trên núi lại có team nữa các bạn à. Trên núi có Yeah.
hết hồn em. Trời ơi sói ơi. Nào mới hết hồn. Tưởng có người chứ. Ok, nhà chơi sau một hồi nóc hai thằng thì tụi nó không dám công lên nữa anh em à. Ôi bủ ba luôn nè. Rồi, thấy rồi. Dưới lầu nhà chơi. Nào dưới lầu nhà chơi nha. Kẻ đứng chân rồi. Ok anh em cứ đứng ở đây nha, để nguyên tách ra nguyên trên đó. Wow. Sau lưng có người nữa anh em ơi. À, chuyện gì ta xảy ra vậy? Sau lưng rất là đông. Bây giờ nguyên xịn. Thôi, xin lỗi mà. Xin lỗi nhiều. Hello Ivan Rejevic. Hello. Giờ mình để mình chú mắt lên mình coi nó đang đứng ở đâu nha. Chắc là trong nhà. Mình nghĩ là trong nhà. Ok, giờ là có hai team. Hai. Hay quá rồi coi. Hay quá rồi. Còn bé nhẹ đâu. Bắn ghê vậy. Ai bắn kinh vãi rồi anh ơi. Có hai team, một team là cho nghe trong nhà chi và một team là nghe trên núi đây. Anh có cái đuôi K98 chưa mọi người? Có rồi. Ok mọi người thấy chim mình hay cho Nguyên một like, một follow nha, ủng hộ Nguyên nha. Bây giờ trước mắt là Nguyên sẽ cố gắng trong cái bọn này. Nhà chi như là nó chạy rồi anh em ạ. Nó chạy rồi. Nguyên không thấy ai hết. Hay nè, bé nè. What the hell, mình chưa thấy nó. Wow. Ê, nhà chi à. Nhà chi coi em ơi. Anh thấy rồi. Hay. Cứu đi. Cứu, em xem nè, À, biết nghe mà, nghe nhà chi, mình đã báo rồi. Nhà chi còn. Chết. Trên núi cũng còn luôn. Tình hình hiện tại rất là khó khăn. Trời ơi. Ôi. Thì tôi sẽ hạng trà lại nó. Cứu được không? Rồi. Còn có mấy chấm dây nữa mà nó bụng phát. Ái nó kìa. Bắn ra mày. Đứng im em. Coi chừng. Vô cho em cứu anh, coi chừng nó cầm ca nó bén đầu á. Giống như em nãy. Chiếc cả bên này em. Sân thủ. Sân thủ còn nha. Wow. Vô trong nhà lại em ơi. Trong kho có luôn á.
Xuyên thủ kìa. Ok, nhảy xuống rồi. À, mình vừa mới đổi cái khẩu súng. Tình hình rất là căng não anh em à, căng não quá. À, bắn tụi này trong kho á. Rồi mình thấy cái đầu nó nè. Ló đầu ra. Ôi nắm luôn kìa các bạn. What the hell. Thành đi xuống cứu nè. Để lên luôn em. Mẹ nó. Má bé rùa con, không biết cứu được bé rùa con không. Nóc đầu em, cứu được đúng không? Qua wow, đứa kịp. À tiếc quá. Không kịp, không kịp, không kịp. Khó quá anh em à. Khó quá, khó quá. Bé rùa con bị một tên khác giết. Thấy nó rồi, mày dám bắn tao, mày dám giết rùa con. Wow, đồng quá anh em à. Bắn gì mà nó không chết, để mình coi nó còn nhiều máu nha. Trời má, còn gì chiếc máu. Ôi. Rùa ơi. Rùa đâu ta, mất bích hả? Có 9 kill. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Mình tên là Nguyên Sugoi. Các bạn thấy video mình hay cho mình Nguyên một like, một share, một follow nha. Em cầm cây nha Nguyên. Ok anh. Rồi tiếp tục thôi. Ủa rồi con mất mít giờ hả em rùa? Sao rồi? À nông rồi. Hồi nãy em báo sai là cứu được hay không là em phải nói liền nha. Cứu được thì anh chạy qua anh cứu liền luôn. Chứ hồi nãy anh bơm máu anh đâu biết. Anh tưởng là địch nó ở gần em á. Nên anh ngồi anh bơm máu. Rồi chúng ta hãy follow rùa con nào. Đây là PUBG Mobile nha Jan. PUBG Mobile. Hello Sonathan Soret.
Say hello bro Việt Nam. Cảm ơn anh em đã chia sẻ bài viết Nguyên. Hello name Mioa. Đi sao rồi anh thấy nó liếm vả anh Nguyên ơi. Nghe đi rồi anh follow em á. À anh em hãy anh em ủng hộ Nguyên thì hãy đón xem livestream của Nguyên, thì anh em nhấn nút follow nha để được nhận thông báo nha. Nó có cái chuông chặt để nó cái chuông hàng ngày lúc 1-2 giờ Nguyên sẽ livestream vào buổi trưa, anh em hãy đón xem. 1-2-3 ít nhất là 3 team. À có một thằng lẻ nhảy qua bên mình nè. Bên góc em luôn á Nguyên. Tái phát chết. Cảm ơn gia anh đã theo dõi. Em ăn nó chưa? Cần lắm một cái cây súng M4 hoặc là mấy cây to hay nặng. UBZ ở đằng sau lưng em á. Nãy em mới vứt bên đó đó. Đâu anh? À, hướng hai nhà này có người nha anh em. Bên khóm. Enemies ahead. Má nó giật dữ vậy trời. Em có bị giật không Nguyên? Không anh, em chơi cực kỳ mượt. Kỳ lạ. Hello bro. Hello everyone. Hello everybody. Hello guys. Có mày bot nhiều quá anh quay ha. Là mũ ba nó nè. À tha này mẹ ơi. Em bắn vô đầu thôi chi. Em bắn ngừa mà anh. Ôi. Chứ mặt luôn em á, rùa chứ mà em qua. Ừ, nó cầm Uzi chạy qua kìa. Nhảy qua luôn rồi. Ngay trong nhà đó luôn nha. Trời ơi, má thành trùng. Ngay nhà luôn á. Rồi, nó bị nóc rồi. Cái hướng ba nhà hướng 200 á rồi nãy anh thấy có người á.
Anh. Hình như nhà xe hết người sao à, anh Duy? Chưa biết nha em. Nó mới bắn nhau mà. Enemies ahead. Có người. Bên em nè, ba em nè, bên này ba, ba. Hai. Năm một nha. Nóc nghe nhà chứ gì hả? Công lên luôn. Hay sao? À, không phải chỗ mấy cái tảng đá nhà kia. Yếu rồi nha, bạn này yếu rồi. Nhà kho hả? Hay là ba nhà kho? À đúng rồi, gần nhà kho. Bằng mấy chỗ ngang được thuộc đá nha, bằng đá. Nó cứu xem rồi. Có cái hướng binh màu xanh à em? Có nhà kho bên cạnh nè. Nhà kho chỗ mấy thằng đá anh. Một thằng đang công lên em, còn hai thằng chỗ mấy thằng đá nha. Đây đúng không? Như bên dạng đúng không? Gần anh đúng không? Ờ đúng rồi. Phải bên chỗ em nè. Okay, ok. Bên nhà kho đó đó. Biết, anh biết mấy cục đá rồi. Anh vừa mới thấy nó chạy đó đó. Nóc. Biết mấy cục đá. Rồi, em lại nóc một thằng nữa nha. Em lại nóc một thằng nữa chỗ mấy cục đá nha. Ờ chết. Còn một thằng bên cho em nữa à. Chết rồi em ơi. Còn hàng nào nữa. Còn một thằng bên cho em nữa. Một thằng nữa hả? Lần nào? Đâu, chỉ đây. Nó ở nhà em à. Nhà em luôn hả? Xuống dưới này em ơi, xuống dưới nè. Thấy ai đâu? Thằng ngay chỗ đây mà ta. Núp rồi. Thằng ở ngoài bu có, núp ở ngoài bu có chết luôn. Anh thấy dấu chân mà. Ai á? Tụi tụ nó cho kìa anh em ơi. Alo. What the hell? Đấy, nãy giờ. Mẹ bắn kìa. Ôi không. Mai bắn. Nó mới bắn em kìa thấy không? Được rồi, bỏ em. Anh rùa lết vô. Ồ. Sao anh không chịu đỡ đẻ cho nó anh? Trời, anh Quang ơi. Anh phải đỡ đẻ cho nó. Giờ sao kịp. Cái gì vậy? Bot. What the hell, Rick John. Ok, Wimina, đợi xíu Wimina rồi, xong trận đi. Rick John nóc cả hai thằng luôn. Bà mẹ nó. Quang ơi cho em cái cách đá đi Quang. Đây em. Đây nè. Nóc thằng đó Quang. Ok. Ai nấp vô nó bắn vậy. Ủa, nó đứng trên núi phía bên kia rồi. Ở trên núi phía hướng nè. Cho em đạn. 77. Ok. Em mà có scope lại chút mẹ vậy em. Không có nghe gì đâu. Nếu mà vậy đó là anh Quang phải đứng ngay chỗ nó luôn. Anh Quang đỡ đạn cho nó. Quang chịu máu chút xíu. Mà em có X6 chưa? Rồi. Cho em xin đi Quang ơi. Wimina đợi anh xíu nha. Không chậm nha. Nó chạy ở mép núi kìa anh Quang. Một gì nè. Enemies ahead. Ở trên này cũng có nha.
hay quá. Còn lớp 3 rồi, lớp 3 còn năm cuối thôi. Lên đi. Xem ném sầm mốc lên đó. Lên không? Lên rồi. Lên nó chắc nó cứu kịp luôn quá. À, ok. Em confirm rồi đó. Cứu gì nữa? Còn thằng đó nè. Một gì nè. Được lên đây. Lên đây nè, lên đây đông nè. Ok, lên. Nếu mà anh muốn lên thì lên luôn à. Cam gì? Cam mới đấy, cam mới đấy. Mới đó, team mới đó, cái team cũ chết hết rồi. Anh Quang ơi, đường đi đường đấy trống, đường này trống. Thôi mình đâu cần phải trống ở đâu. Lui về đi, bo sẽ quay về hướng khác, nó sẽ chạy qua đây thôi à. Anh em. Mình chưa tập bo nữa. Quay về. Rồi trong khu nhà. Trong khu nhà này mà cam nó. Tiếc của con quá. Con chết rồi. Tiền xuống mới được, nãy giờ chưa lóc đồ gì hết. Má đi cho nè. Anh rùa hôm nay đen quá. Đứng nhìn tao cái mày. Ôi, cái gì vậy? Trời má, anh đi hắc hay gì vậy? Có ép két mà các bạn. Bắn mình hư mẹ giáp luôn nè. What the hell? Cho đủ ép két. Nó xuống công, nó xuống nhà kho ấy. Nó công xuống nhà kho ấy. Má. What the hell? Cái gì? Hành vậy chơi chết băng cực kỳ rác luôn các bạn à. Cố lên. Này nó hắt sao ấy? Nó xuống kho rồi. Không. Cố lên để băng nữa. Chạy xuống kho hả? Kho. Đang qua lượm là giáp của em. Ở thấy rồi ha. Lên thử nó cho. Cho bắn mình bể đầu nè các bạn. Kì gì đang xảy ra vậy? Bắn mình bể đầu luôn rồi. Bắn kinh. Ui, nó mở cửa hát rồi. Bắn rác lắm nha. Má, mở cửa ra làm phát. Hết máu, hết giáp luôn. Ôi, rồi. Hiểu. Bắn cực kỳ gắt nha các bạn. Anh nhìn trong cái mũ ba này nghe thôi. Ôi, gì á? Ôi, rồi. Anh cứu được. Má, bị nào bắn trong nhà nữa trời. Cho đủ. Không mẹ rồi. Thằng trong nhà là thằng bắn SKS á. Thằng đồ vàng á. À, cái thằng đó hack nha anh em cẩn thận nha. Mất mũi nè. Công lên kìa, công lên kìa. Anh nghe tiếng công lên nữa em ơi. Ok. Nó công sát luôn rồi nè. Trời nữa. Gì? Anh cha. Nó yếu luôn rồi nha. Hầu như là nó biết mình ở đâu hết luôn á mọi người. Đúng rồi. Nó biết mình ở đâu luôn mà. Biết mình ở đâu luôn mà. Nó yếu rồi. Ra bộ méo á. Má anh. Chó hết. Ủa mà ở đâu vậy? Lui. Ôi gì ghê luôn. Cha. Lui bên trái. Nó chạy lên lầu cái nhà. Lui 285 á. Lui 285 á. Còn máu không Quang, cho em máu bự không Quang. Để gần rồi nè. Vừa hết luôn à. Ok. Nè, băng đến nè em. Nước nè. Rồi. Nó lên kìa. Nó lên, ép mình gần mình đó. Mẹ anh đi hắt. Bên trái. Ôi. Má trời, núi bên kia nó bắn nha. Đồ hắc thằng con gì nữa. Hắc rồi anh em à. Tố cáo được không ta? Giết nó luôn. Đó cho chơi.
Gặp hacker anh em mà hack xuyên tường luôn mà không giật nữa. Bà mẹ nó. I made a cheddar guys. A cheddar. Cheddar chứ. Cheddar. Hey nha. À, Webina chia sẻ follow kênh giúp anh nha. Mình ưu tiên những ai mình đã follow, đã chia sẻ nha anh em. Má gặp hack rồi anh em à. Connect. Bắn follow hack không. Ơi. Má debug đi, debug được đó. Nè, bấm vô space. Đây ốp bộ mình nè, debug đi. Thằng đồ vàng này đúng rồi, thằng Optimus No 36 này nè. Đi bọt nó đi. Report. Rồi đi bọt rồi nha. Rồi ok. Một phiếu rồi đó, đi bọt rồi đó. Bạn thấy cái cảnh mà bắn SK không giật tôi nè, đó mình cho bạn coi nè. Mình cho các bạn coi bắn nó bắn SK. Toàn SK đó. S nè. Quân. Cho các bạn coi nè. Mở cửa ra, ta ta ta. Nó bắn giống kiểu Macro á em. Trời ơi, bắn cái này mà. Thở với các bạn luôn. Rồi ok Quỳnh. Rồi ở đây anh em có ai nhiều slot không? Cho bạn gái, bạn nữ mới vô chơi nè. Hello thế anh. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Các bạn thấy video mình hay cho mình một like, một share, một follow. Anh em coi stream thấy sao rơi thì cho Nguyên thì lấy số sao đó tặng cho Nguyên nha. À Quỳnh Mina mình kết bạn rồi đó mà mình chưa thấy nha bạn. Mà kết bạn rồi mà mình chưa thấy nè. Sao mà mời? Giờ sao? Sao không thấy mời nè? Mình đây. Không thấy sao mà ở đây. Mình đã kết bạn với Quỳnh Mina rồi nha, nhưng mà mình không thấy. Rồi hay nè. Em coi stream thấy sao thì tặng cho Nguyên nha. Mời Webina rồi đó. Từ đã. Còn bạn em. Hả? Bắt được một cái. Bạn của em á. Dạ. Không thì cho anh chơi đi nhá. Nghĩa ơi. Giờ ok cũng vậy cũng được. Rồi, anh kêu Nghĩa nhìn shop nè. Rồi ok. Rồi vô nhá. Rồi ok, mình vừa mới thay đổi cái là up team mới. Mina và Nam Kem. Đánh trụ được mày. Anh em thông cảm nha, mình đây là full slot. Các bạn không phải giúp mình nha.
tay cực kỳ to. Quay tay nhiều. Quay tay nhiều. Ê, đó với những ai mà đó có hướng kim chúng ta đâu mà mình chuyên gia nhảy bút cam rất là ba kho anh em. Ba chung cho ba kho nha. Quá thật là. Ê Chiến ơi. Đi về Chiến ơi. Thì sẽ để cho mấy con bé luôn bé sẽ ra rồi bé 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 bát đông đi. Ồ, nào hai người. Ủa, đây hai người trên nét hả? Hai người đang trên nét đúng không? Cái gì cơ? Hai người đang chơi ở nét đúng không? Một cái nhà kho này. Bây giờ mày nhìn, đang lên nhà kho mày ngay. Ba đi. Đây, chiều. Thịt mẹ mày, cụ thể là mấy giờ? Cái gì cơ? Hả? Thích nhỏ. Có người đi chứ mọi người. Anh chấp mình. Còn bên kho chỗ số 3 thôi. Tôi lại không có súng. Tính chân, ui mẹ ơi. Trái nhà kho, Nó ngoài này. Nó ngoài. Ngoài biển. Chơi mình đang chơi Vita game. Làm nhỏ là đồng đội. Được, để mình audio. Mua máu đi, đừng ra nhặt đồ. Có theo ở trên nhà kho rồi. Nhà bên trên rồi. Rồi em vẫn đang máu. Máu đi Quỳnh. Tao trả lời. Mấy con nó nghèo đấy nhỉ. Ủa rồi ơi, mình giảm mic phone của đồng đội sao phục. Phần âm thanh ấy. Cái dòng cuối cùng này. Dòng cuối cùng á. Play game gì anh? Dòng cuối cùng bên phải anh ạ, không phải dòng bên trái đâu. Phải hả? Ờ ok. Enemies ahead. Đó ông chơi anh em ơi. Không đi nhà. Ờ nguyên tại nhà giảm được cái lớn quá thì comment cho mình biết. Ok. Có cái súng nào không rồi, cho anh cây coi. Cho anh
coi có cây súng nào. Ờ cây AK nè, để lượm 3 AK cho. Ok. Ok thì kia. Tôi hết đạn rồi. Rồi. Đi công qua thôi em ơi. Công công nha. Đây để anh chào anh trước cho. Ai bảo mày. Để nó kìa. Có súng á, có súng có đạn này, có thác này này. Thấy rồi. Nghe nhà ba tầng, ba tầng. Ba tầng có một thằng này kia. Ở sau có đạn rồi Quỳnh, lấy chưa? Lấy rồi, lấy. Nhà ba tầng nhá, ở tầng 2 kìa. Ừ, thấy rồi, thấy rồi. Đấy tính không? Xuống tầng 1, xuống tầng 1 rồi. Xuống rồi. Vẫn lốc, vẫn lốc, vẫn lốc, vẫn lốc nè. Clear chưa anh em? Còn nóc chưa luôn. Ok. Rồi, thấy rồi. Ở đâu rồi? Ở hướng phải góc mình là 235 nè. Nhà một tầng. Ủa boss hay gì vậy? Ok, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Các bạn ủng hộ mình bằng cách một like, một chia sẻ, một follow nha. I got supplies. Cam đã clear rồi nha anh em. Rút rồi. Không có nổi cốp sự không? Anh là cốp gì? Anh có 4 không? Anh thừa một cốp 4 này. Có. Cốp 4 ở trong kho bên trái. Đâu em đâu? SKS. Em lên nhà Y đi. Nem. Cảm ơn anh chị. Chào
Ok. Đây anh. Đây đây. Đây bữa đây. Em sấy AK. Đâu? Đây ở dưới chân đấy. Nhặt chưa? Đâu? Hả? Người đất lúc của em nhặt, em treo nhặt này. Ờ, di tản rồi anh em. Ô hay. Đây cơ mà. Rồi. Ngoài chỗ lúc của em vừa treo lên. Còn một cái cấp 3 nữa là đẹp. Cấp 3 xúc xích. Đó, tốt. Đây cơ mà, ngoài ngoài cùng này. Ở giữa nhà y. Em không thấy ạ. Đây đây đây. Cho tạm cái này. Hello, my đứng im đấy, đứng im đấy. Gloria. Welcome back to my channel. Đây đúng không? Hello guys. Hello everyone. Có xe tới. Hướng. Ngoài kho, ngoài kho. Ngoài ba kho, đông quá, đông quá. Một team kìa. Ui nhanh thế, mình nát. Nó công vào kìa anh ơi. Ừ, sao công lẻ vậy? Wow, đồng lắm, đồng, ba thằng, ba thằng. Bốn. Anh thấy đâu một thằng ở ngay cái thùng và một hai thằng ở ngay cái hướng kia. Ừ. Đúng đi. Một thằng trong kho luôn nè. Anh ơi, nó ấy mà ta kìa kìa. Ấy chứ mà đẹp. Trời, về bóng lại đó ta. Ồ. Bóng lẻ quá. Nó vừa thấy em cái là bắn chết luôn thì mới hiểu. Đó. Vậy mà bắn không lại đó. Bắn còn xí máu kìa. Ok, cho ta làm lại nha. Chúng ta bị một team nào nó công. Công lẻ quá. Chị bắn nguyên map sao nó kìa. Ờ, anh em muốn bắn map khác thì chỉnh luôn. Đây. Theo ý kiến của anh em luôn. Rồi ok, lần này chúng ta đổi gió bằng cách chơi map lớn nha anh em. Gì vậy? Yeah bro, I play on Gen Z. Ủa chị kì. Đừng có thằng khác nào giết tôi. Trời ơi. Chạy không có gì à? Chỉ là một chút gì à? Feel late. À, đập quá anh em một. Rùa con nhảy nha rùa. Ok.
Để cô chi kia thật á. Thật mà. Không sống được đâu. Này cơ liên được hết Ochiki để đánh top 1. Một tim sau lưng mình. Thấy tôi đi tìm. Ồ chứ gì, không thấy súng rồi hả? Ôi có thằng ngay nhà mình nè. Oh shit. Ôi có thằng kia cầm cây sugar luôn mà. Súng mình đâu? Còn súng. Gì ra xe gai vậy? Con ôi mẹ ơi. Ôi súng tôi đâu? Ui. Rồi cứu anh rồi. Không có súng anh ơi. Không súng rồi hả em? Trời em cũng không có súng nữa thì ai có súng hả em? Đây là khu gì đây? Không có súng thật. Không súng luôn kìa. What the hell? Oh. The hell. Đây rồi, có một cái súng rồi. Thôi. Trời ơi, chạy 3 4 nhà mới có được một. Không phải một team đâu, mấy team rồi. Ôi giời. Ôi. Đông quá thêm ơi. Ê, mình chạy 3 4 nhà mới có một được một hai cây súng nè. Vào đúng một cái nhà đang vào đúng nhà đang thủ sẵn đấy chứ. Ấy à. Không thấy vẻ đó chứ thấy vẻ là ít ăn ít bao. Đông quá không nghe lần chân luôn. Căng quá. Má, tiếng ra cái ắt. Bị két đúng không? Tỉnh em ơi. Đã ăn bị bắn mấy em chết nè em ơi. Thế là 2 tem à? Thế là 2 tem đấy. Bắn xong hàng rào thấy rồi. Ồ, bắn lên đầu vậy? Thanh niên cầm Uzi. Ui, bố này bắn ghê thế. Họ thấy rồi. Bắn rét quá. Bộ qua cú à. Bắn cả tầm rồi, nhục. Anh có đang ở nhà trước mặt em rồi. Ờ anh thấy rồi. Enemies ahead. Đừng móc qua cho. Ờ móc được rồi. Mà đợi chào anh em. Bò anh cứu cho. Anh cứu cho. À em nhảy qua đây là hay xong mà. Bảo thì bà sao sẽ sống được được. Bộ máu đã. Anh có máu không? Có máu đi rồi. Ờ sao em đi tạm đi. Ồ lắc à. Có đằng bên trái. Có đằng bên trái này. Bên trái em này. Trên nhà. Trái em à? Rồi ok bây giờ mình bỏ hết cái tụi kia đi. Đi bắn cái thằng gần nhà em nè. Bên phải. Nhà màu hồng á. Kìa, ở phòng kìa anh. Ông kia đừng công thẳng sang thế, anh vòng ra đi. Đấy, không rồi. Ê, súng Uzi hết đạn á. Kìa đây. Kìa, số 1 á. Bình tĩnh, bình tĩnh không? Xuống rồi hả? Nhìn xuống rồi. Ôi, nè, đây nè. Đó, yên lặng đi. À, hơi rối.
Còn có người ngoài kêu các đào khóa này. Thế được tưởng những cơ này. Có sợ ca này anh em ơi. Đây là bờ rào anh ơi. Bỏ nhà, bỏ nhà, bỏ nhà đi. Lên lầu luôn em ơi. Tiếp lên lầu đi. Ôi, 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 ôi. Bỏ tiếp, bỏ tiếp, bỏ tiếp. Ờ đúng rồi. À, ok đứng yên. Bên phải. Đấy trước mặt anh. Anh có máu cho em nè. Mẹ bóc táp lên cái là nó về à. Sorry em. Máu này mời, máu này, máu này. Dùng cái medkit á, chó xịn. Ờ, quá độc. Ê, nhà nói gì mình em ơi, sao luôn à? Nè. Mới lầu á. Kêu nó kìa. Ôi giời. Ca kìa. Ơ enemies ahead. Đi về đi ai anh. Đấy con này khỏe. Đấy con kia. Enemies ahead. Một búp chết. Cứ vô nhà núp đi, cái anh đừng để chỗ nó. Rồi em chạy vòng lại cái hướng bên trái này, em chạy vòng lại hướng bên trái này của anh nè, chạy vòng lại hướng trái. Ở xanh còn máu á. Em cố gắng chạy qua xanh rút đồi. Ở xanh nghe đó đó, phải. Ở xanh nghe đó đó, phải anh kìa. Lút đồ em ơi, lút đồ em ơi. Nó nhà. Trên tầng. Không, sau lưng nhà. Chúng mày trên tầng. Ôi, mất ngủ. Đi đi đi. Nó ở đâu vậy? Kìa nó đấy, nó bắn kìa. Sau cái nhà đấy, không phải trên tầng. Chút rồi em. Cơm máu đi. Ê nó kìa. Ờ, để rồi có bắn nha. Bình tĩnh màu anh ơi. Màu ừ, mình tĩnh thôi, đừng công quá em ơi. Đừng có tập trung bắn quá. Em cứ lướt đồ bơm máu đi. Nó còn chưa công một em mà em lo gì. Cho nó cái anh. Không nhắm rồi xong rồi. Cách này là phải bắn nhắm.
Rồi, bây giờ team mình nhảy thành công phút ca của Pochiki rồi đó anh em. Kết cục là sắp bật lờ. Clear Pochiki rồi đấy. Cái này là team mình bị clear chứ không phải là mình clear bọn nó các bạn à. Các bạn đừng có nhầm lẫn. Đây đây, đi bot đây. Ê! Bà móc ra mặt nha. Mặt. Mặt còn móc đầu. Rồi. Chưa đánh cái chết hết mẹ rồi. Yo. Bạn Hy giấu tên. Bạn Hy giấu tên có hai bạn chung là Khoa Vinh và Mạnh Đức nè. À, bạn ơi, bạn cho mình một cái follow, một share, một like nha. Mình sẽ ưu tiên những ai mà đã làm ba bước này. Không, không nhìn được cười ấy. Giọng cháu thế. Nam ơi. Ơi. Nam. Sao? 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 Vứt cái mũ ấy. Ok, kênh livestream của mình sẽ tự động tắt vào lúc 5:20. Anh em coi stream hay tự tắt. Nguyên nha. Rồi, giờ chúng ta sẽ làm lại. Giờ chúng ta sẽ bắn cái map Kirama Masama. Cái top 1 thế nào anh em ơi? Bạn Mina bảo internet xe giùm đi. Đi đâu giờ anh em? Em nhảy đâu? Đây em ơi, cho em ơi, nhảy em. Đúng ơi. Rồi. Nhảy đây hai bạn kia này phải tạo bút đi rồi. Anh em thấy mic có ồn không? Mic có ồn quá thì lên tiếng comment cho mình biết để mình chỉnh sửa lại. Mic có nhỏ quá thì cũng lên tiếng luôn nha. Qua wow, có một hai thằng. Có wow, hai thằng. Ôi đừng chỉ mic rồi. Bắn quầy ba. Ôi một bé gần đây các bạn. Em đâu rồi? Qua rùa con nóc rồi hả rùa con? Anh tới liền, anh tới liền. Trời ơi, giết rùa con luôn rồi. Nếu nào được súng. Đè nó trưởng đéo súng. Ờ, tôi đang trưởng. Khỏa. Sorry em. Ôi, rùa con ơi. Anh xin lỗi em. Là không thể bảo vệ được em. Coi rùa con có gì không? Quá rồi con nó nghèo, đéo có cái gì hết em mà. Súng ơi, súng ơi, súng ơi, súng ơi, Quỳnh ơi. Một ly chưa, ly mà. Ly chưa nhỉ? Có hai thằng thôi. Có hai thằng không mà. Ở ngoài kia, ở ngoài kia. Ở ngoài có chừng bot đó. Ở bot đâu? Người. Người hả? Ok, ok, ok. Rồi, ở đâu em ơi? Lo đúng xong cái thùng bên này đâu.
Bộ máu lên đi bà xuống 1. Bộ máu. Nhưng có boss thì sao? Đây, nhỏ thì đứng nguyên kênh em nha. Boss mà, mấy đó là boss đó. Chứ này thấy nhảy ở đây có hai thằng hả? Đồ, mấy gì vậy trời. Rất tiếc thành viên bé rùa con đã chết. Anh em chi bộ mấy rùa con nào. Ờ mình có một cái mic kit nè anh em. Anh em ai thiếu thì lại nghe tiếng chân. Come on. Boss xịn, boss xịn, boss xịn. Có mơ 4 này. I got supplies. Mơ 4 coi. Ôi, sao cứ tự bắn vào vậy? Để em phải reset lại máy. Ok. Hello Isan Walia. Máu nè em ơi. Thấy chạy nãy giờ không thấy máu tội vậy. Nè. Một mình đang ở ngoài bo. Bây giờ chúng ta sẽ vô bo nha. Vô bo và đi làm thính. Hello everyone, welcome back to my channel. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Các bạn thấy kênh mình hay thì mình hãy follow, share, một like để ủng hộ mình nha. Bây giờ mình sẽ cùng mình sẽ càng ngày càng lớn mạnh thì sẽ có một cái stock dành riêng cho anh em tham gia giao lưu và có sát. Ok, tạm thời bay mình vẫn còn đây phải chỉ điện nên là chưa có cái system nha anh em. À, nó ngồi bên kia nó về rồi. Giờ ta không có cái xe này. À có xe này. Ôi sao vậy? Kìa bắn em kìa. Ôi chết đi. À thì phải boss đâu. Boss đâu. Anh hay đang bắn top mà. Bắn top thì chắc là boss. Có sâu ít nè. Có chảo luôn nè. À đây sâu ít đâu. Nè kìa Nam ơi sâu ít là Nam. Sâu luôn nè. Quăng ra đó nha. Ê chứ có người kìa. Bóp. Thấy vui rồi nha. Mình cảm thấy thích map sa mạc rồi đó nha. Lâu lâu có mấy boss xuất hiện cho mình cày kêu dead anh em à. Thôi rất cho mình nấp trước nha. Vô đây đúng nè. Vô boss không? Chẳng có được. Đây, ở đây giàu lắm. Ở đây là có cái nhà kho mà với lại không có gì hết. Ơ kìa, kìa máu kìa. Chỗ này chết nút. Máu có thứ kìa. Thấy luôn hả? Thấy luôn hả các bạn? Mắt mình bị đuôi mẹ rồi. Rồi bây giờ chúng ta núp ở đây chốn Red Zone thôi anh em ơi. Red Zone thiệt là kinh khủng. Mình không muốn bị sắp mặt bởi Red Zone đâu. Hồi nãy mình đã bị pha rồi. Anh ơi, anh ơi, ta chúng ta. Đâu.
9 9 9. Ồ, cảm ơn nha. Rồi, không có đại 5, của đại 7 chứ. Quăng quăng đại xin nè, anh em cho đây. Rồi, một ít đại 7 nào. Bao nhiêu vậy? Đây. Thank you anh em. Đúng rồi. Nguyên lụm 6 viên thôi. Rồi, ok. Đây là xe Rapper. Anh là người Việt Nam à? Anh là người Kinh em ơi. Ý em hỏi là anh là người Việt Nam á? Ờ, Việt Nam. Nghe nói chuyện buồn cười quá. Mắt mình tươi con mẹ nó rồi. Thực sự mà nói là cái khoảng cách đó là không thấy chút máu nào luôn á. Vừa vô nhà mới thấy được chút máu. Mắt được tinh chứ. Ờ. Tinh game giờ mắt được tinh. Ờ. Em chơi game tính này là 5 năm rồi ấy. Mắt chưa cận. Cận 1,7 chứ. Mắt chưa cận mà bị 1,5 độ hả? một phẩy là nhẹ rồi nhưng mà vẫn bị cận. Cận rồi nhưng mà nó vẫn bị nhẹ thì là vẫn bị cận, mà ít nhất vẫn nhìn thấy cục máu trong đấy. Anh cận có 3 độ chứ nhiêu, 2,25 với lại 2,75, chính xác là vậy. 3 độ à? 2,75 đó là đo từ năm ngoái nha, năm nay anh còn biết anh được nhiều độ. Năm nay lên 4,7 mới. Rồi có, nếu mà lên 4,7 chắc bỏ game luôn quá. Ở đây không có gì hết. Đi tiếp anh em ơi. Thế bây giờ anh vừa đeo kính, anh ngồi chơi game thì cửa tí mắt anh sẽ băng nha. Tôi biết mà. Sự thật là mắt sẽ tăng. Anh em chơi game nhớ điều độ nha, giữ gìn sức khỏe nha anh em. Giống như Sugoi là Sugoi chơi kiểu mà chán thì thôi á. Đi bò là à, chết vô quà vậy. Giờ chúng ta sẽ đi bò. Ôi, có người dưới mặt kìa. Kìa bot kìa. Ôi, nguyên ăn nha. Một pha két cực mạnh. Một pha két cực mạnh đến từ Nguyên Siêu Coi. Lên. Để coi nó có đầu gì để đúng không nè. Tự nhiên mình cảm thấy rất là thích máy móc dưới này nha. Thôi, tôi đi núp đây, ba anh em. Nằm xuống, lại nằm. Đừng khinh thường Red John. Ê, boss kìa. Red John. Ăn tiếp. Ôi, quỷ nam kêu ăn rồi. Quỷ, lẹ quá. Ok, hết rất vô rồi, chúng ta đi tiếp thôi. Vô lớp Leonet. Chuyển viên là mở xăng rồi anh em ơi. Wow.
enemies ahead. Xe, xe. Mày sẽ dừng lại chơi mình kìa anh em. Chạy đi chạy lên phía cơn trên này, cơn trên. Chơi xin một slot âm y. Mẹ thôi không chạy giúp anh nha, tại đây là full slot rồi anh em ơi. Thôi em xin lỗi. Nổi có 4 à? Ok, nó kìa. Băng em, băng em, băng em. Ngay sau nhà rồi. Anh đang chạy. Còn anh em ở đây có ai nhiều nước không? Một cùng máu với lại một bình nước đổi nè. Ui, đau thế. Nam kê bui. Băng em để cứu cho, băng em, băng em. Để cứu cho. Đây, 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 để em cứu cho, để em cứu cho. Rồi, vậy băng em. Nó đâu gì Nam? Trong nhà. Ngay bên dưới, ngay bên dưới á. Nhà chị lở đúng không? Đấy, ngay bên dưới đây. Cặp bên bên tay trái mình có, bên tay trái mình có. Bên trái à? À, em bên tay trái dưới nhà đấy. Ủa, chúng đâu vậy? Hàng bên trái đang ép qua bên mình nè anh em ơi, cẩn thận nha. Nó ép qua đó. Bắn một viên bể đầu luôn nè, một chiếc xe, xe tới nha. Mình thấy rồi. Đừng bắn xe, đừng bắn xe. Thằng kia đang ép qua gần mình rồi kìa. Bắn thẳng mọi người đó luôn. Mình biết mà. Bắn nóc đi, bắn nóc đi. Thằng xe máy chạy rồi. Giờ anh cứu Quỳnh nè. Thằng dưới nhà nữa. Nam ơi, bắn đi Nam ơi. Lên đây bắn rồi Nam ơi. Bắn cover Quỳ nè. Dưới nhà đúng không? Thằng dưới nhà nữa nha. Rồi thấy rồi. Dưới nhà. Thằng hai chưa bắt luôn nè. Cho Nguyên chế bơm. Đang cứu á. Để Nguyên chạy lên. Nóc tiếp. Nóc tiếp Thịnh 1004. Kìa. Thằng đi nè đúng không? Thằng đi xe sau lưng kìa. Mình không có dùm to mà. Dùm to là xong rồi. Đạn đâu, có đạn đâu. Đây set máy này nè, có nè. Giờ bo kế tiếp. Đây khu vô. Rồi, có số ít luôn. Có đạn 7 không anh? Có đạn. Tắc tắc đây có đạn 7 không? 7 ở đây này em ơi. 7 khúc này nè. Cái mà mình cần đi bây giờ là đạn 5. Các bạn thấy đạn 5. Đạn 5 ở ngoài kia đây anh ơi. Ok. Ngoài xác kìa đây. Có ca luôn này. Đâu sẽ ở đâu rồi à, thế à. Rồi bo đang thu thì chúng ta lúc đầu xong rồi chúng ta gì sniper 195 một team 195 là đang kem mình vào bo kìa. Wow, gắt chị ở đây còn dư 5 cái khói nè anh em, là muốn lụm khói thì quay lụm nha. 95 hả? Cái này kem mình chạy bò hả? Một chiếc. Rồi, ok. Chị mình làm hay. Từ để lên nhá. Hay. Bây giờ mình chạy trái đi nha. Ôi, đông lắm. Ui, đông thế. Bỏ xuống đây, bỏ xuống. Ổn rồi, đánh cứu. Ui, đi măng cho. Nóng người đâu, nóng người. Một gì là nóc một nè. Nóc 2 nè. Ủa chưa? Lộn. Rồi nóc 2. Ủa chưa? Nóc gì vậy? Bỏ lên. Tên lúc sẽ về nha. Chết rồi thay. Cốc kè chạy rồi. Một viên. Bồi lên nè mẹ. Bò vô. Chạy bò đi, chạy bò đi. Tính ngay bên trái gì nghe. Châu rồi chứ. Bắt đầu. Ui, bò xa quá.
ơi. Có cần lấy xe không nhỉ? Ui em hết sạch máu rồi. Đây anh máu nhiều lắm rồi. Để em đi xe nhá. Chạy trái. Nam ơi. Chạy trái. Đây anh trái. Ôi trời ơi. Ai có smoke không? Cũng dần. Smoke. Ây da, má gì ta. Ui. Khó rồi, góc này. Má. Góc này khó rồi, cứ bò lên xe nè. Quỳnh đâu? Quỳnh ơi. Đây. Chờ xe cứu được nè. Cố lên. Tụi nó đang ép gần á. Rồi chết luôn rồi. Ôi không được rồi. Tùng lỗi quá, chạy lỗi quá. Phải đó chạy trái á. Chứ mà làm chạy phải là nó bắn được. Ok các bạn thấy stream hay thì cho Nguyên một like, một share, một follow để ủng hộ bay của Nguyên càng ngày càng phát triển nha anh em. Cảm ơn anh em đã chia sẻ, cảm ơn anh em rất là nhiều. Em nghỉ đây nha. Ok. Mai chơi nha. Chào anh nha. Ok, chào Nam. Chết cha. Em mời sói vô hả ruộng? Thông cảm nhường cho anh. Từ từ sói à, từ. Nhiều khán giả phong bình chơi quá. Rồi ok. Nghĩa ơi, Nghĩa nhiều slot cho anh xíu nha Nghĩa. Cái ông vịt ổng đợi nãy giờ Nghĩa ơi. Lát hồi anh có slot anh sẽ thông báo cho Nghĩa sau nha. Ok. Ok, cảm ơn Nghĩa nhiều. Hello guys, welcome back to my channel. Rồi, đây là một cái ấy bắn xanh không. Baron là ai vậy? Âu Đông Nguyên. Khán giả. À. Ừ. Ok. Chúng ta sẽ chơi tới khi nào mà stream nó sẽ tự tắt nha. Nguyên stream đã được 3 tiếng rồi. Ủa anh em coi giúp Nguyên là Nguyên stream được bao nhiêu rồi ta? 3 tiếng mấy rồi? Nguyên hồi nãy giúp em ngon nha. Nguyên. Hả? Game đầu giúp em ngon nha. Thấy mà, lúc đó là Nguyên giết một người xong rồi Nguyên giết lên thì Nguyên thấy vịt con 111. Tành. Qua đó đang cứu một đồng đội xong, vừa cứu xong quay qua Lia Nguyên mà Lia không kịp á. Thì đó tôi biết mà, tại vì là tôi knock một thằng đồng đội á. Tôi knock một người rồi nên tôi mới đẩy lên đó. Thì tôi vừa đẩy lên là ông vừa cứu xong rồi không? Làm thằng nhỏ nó kêu u quỷ nó bắn ốc kinh đang chạy mà bắn nóc luôn. Vậy hả? Nguyên cũng không tin luôn mà, cái pha đó là Nguyên bắn di động mà. Đúng rồi, Hanny nó đang chạy á. Số 2 không? Số 2 là khán giả hay ai á? Số 2 là Hiếu á. Trước có đòi chơi chung nhau. Nó hồi nãy bắn pha đầu á, nó thấy hiện tên lên, nó kêu Nguyên Subi kìa anh. Kêu giá là chắc không đồng lên chi mới gặp rồi. À. Lúc đầu nhắn tin là kêu đừng có bán rồi, định chơi đừng có bán rồi.
tôi không có động, mẹ tôi lo bắn quá. Chào Đặng Tinh Ngọc nha, chào Nhóm Trắng, chào Quỳnh Mina, chào mấy anh người Nga, mấy anh người nước ngoài. Tem, hai tem. Tem kho mì nhá, một tem kho mì nha. Quan trọng là không có súng nè, cho mình một khẩu lục thì chơi cái gì nè. Nè ra đây, ra đây. Một tem kho mì anh ơi, một tem kho mì. Ok, ok, ok. Đâu ai có súng vậy? Trên cây á. Rùa rùa trên cây với rùa. Quăng khẩu qua trên cây á. Đây. Ok, cảm ơn em. Sao luôn nhà kìa. Không phải nữa. Ok. Ơi, bây giờ nó mà kìa. Thấy nó nè. Bên nhà kho bên kia, nhà kho bên kia, nhà kho bên kia. Còn thằng cuối cùng á. Chưa quyết, qua chưa? Qua qua qua, thằng cuối cùng nè. Chấm xuống môi nè. Sao luôn vịt vịt. Ok, clear clear clear. Qua cứu Hiếu kìa, Hiếu rồi, Hiếu bỏ xuống Hiếu rồi. Đâu rồi, đâu rồi, ông đâu rồi? Hiếu nó nóc trên nóc nhà lên sao mà cứu. Quỷ. Hình như ông out rồi. Out rồi, ông bị bung rồi. Cứ nòn trong game ấy. Cứu em anh ơi. Cứu tường Hiếu kìa, cứu Hiếu đi, cứu Hiếu đi. Hồi nãy Hiếu nó bị gì á, không nó cứ bị nóc trên nóc nhà sao cứu. Ôi. Ai cho khẩu súng này. Súng chưa, tôi đưa bớt cho nè. À có chắc thông cảm giúp anh nha, chơi game mà không có mic thì giao tiếp rất là khó, nhiều lúc anh muốn báo sai cho em, nhiều lúc anh muốn hai cây đằng không báo cho em á thì lấy anh không? Cũng có cần chưa? Có chưa? Lại, anh lại, cũng lại, cần lại. Em lại. Wow, lại, lại. Cảm ơn em. Có cấp to hay gì không cho anh đi? Không lấy vậy? Không okay. Sáu này cậu ơi, sáu này, bên sáu này. Đâu sáu đâu? Cảm ơn nha. Đây, việc đây, việc đây. Rồi, cảm ơn Việt rất là nhiều. Cái ba đồng, cái ba đồng á, xịn vậy. Đây, trả lại cái lát lát hai đơn nè. Tay cầm M4 luôn nè. Không có cầm xem rồi, thấy nó nè, thấy nó rồi, thấy nó rồi. Cầm mấy nó luôn. Thấy nó rồi. Hướng 190, 3 tầng, 3 tầng. Để ở trên lầu 2. Ló đầu ra, con trai. Ló đầu ra đi. Mình thủ thị với nhau. Ok bây giờ anh em cần anh cần một người chạy cho anh cầm mời tôi anh cover cho anh nè. Ồ ơi chạy lẹo quá em phải chạy hướng trái nè, em phải chạy hướng trái mới đúng á. Dạ cover. Rồi. Để coi. Thằng team nó rồi. Bây giờ chạy đi rồi trên là qua đó. Chạy lên cover cho. Kìa. Ở hai cái tầng, nhà hai tầng, nhà tầng. Chứ phải là nhà ba tầng đấy, đâu gắt nha. Cắt nha. À, này bắn gắt. Có này bắn tôi nè. Ừ, nó ở nhà hai tầng chứ không phải nhà ba tầng. Nguyên sai lầm rồi, nguyên sai lầm rồi. Bên bên thở mà bên cuối đường nữa. Bên thở bên cuối đường. Giờ anh bơm máu anh chơi nè. Nó ở nhà hai tầng. Rồi thấy rồi. Trời anh điên. Anh không dám ra các bạn ạ. Đây. Vô lại nhà, vô lại nhà. Nó lấy nó cam á. Má bắn kìa. Nó công qua nhà kho luôn rồi kìa. Ok anh thấy rồi. Lui đi. Lui đi. Vô nó kẹp nguyên bây giờ. Lùi chứ.
khó quá anh em ơi. Pha này khó rồi. Enemies ahead. Enemies ahead. Ở đâu có tên nó nữa vậy? Enemies ahead. Ê. Đây thanh niên khác. Nó đang cứu cái công lên anh à. Không. Nó bảo vậy bảo. Anh không công được, anh phải cho thủ anh chạy. Nó lò ta kìa. Kệ nó. À, dưới nhà kho cuối nhà kho. Rồi. Sóc biển luôn nguyên. Thấy à. Rồi xong nguyên rồi. Nguyên có sức sống thật là mãnh liệt anh em à. Ai à. Má đồ hốp anh em à. Má hai tim luôn. Xong giờ lắm. Bây giờ bắn ghê đó ta. Để mình coi cái răng mình hiện tại như thế nào. Cái đét mình tụt thê thảm. Và mình vẫn là răng cờ ra một. Và mình trừ điểm, cộng điểm, trừ điểm, cộng điểm rất là nhiều. Mình lại thôi. Ok anh em thấy thấy cái stream này hay nè thì anh em cho mình một like, một share, một follow nha. À, anh em nào có thể cho mình biết là mình đã stream được bao nhiêu tiếng được không anh em? Nguyên chỉ thấy là Nguyên stream được 3 giờ trước nhưng mà Nguyên không biết chính xác được là bao lâu. Anh em coi stream của Nguyên thì comment cho Nguyên biết là Nguyên stream được mấy tiếng rồi, 3 tiếng mấy rồi. Thôi đưa đá sướng ra. Đấy, đã giờ luôn. Đi kia, nghe cái gì không anh? Nghe mấy rùa con nè. Hả? Mấy kia không nghe không anh? Nghe. Văn tanh vậy. Má cái tên. Không phải biết sẽ chàng chân lần quá. À anh em ơi, stream của Nguyên sẽ tự động tắt vào lúc 5:20, 5:30 gì đó. Thì anh em thấy stream tắt thì anh em đừng có bất ngờ ngạc nhiên nha. Đây là mình stream ở một cái phần mềm Xsplit. Nó chỉ cho mình giới hạn stream là được 4 tiếng thôi. Đúng 4 tiếng là nó sẽ tự động tắt. Ok, đầu tiên là mình xin cảm ơn anh em đã chia sẻ. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Anh em thấy stream hay cho Nguyên một cái follow để được nhận cái thông báo nha. Bắt đầu từ ngày mai là Nguyên sẽ stream vào lúc 1 giờ trưa hoặc là 2 giờ trưa, 3 giờ. Nói chung là Nguyên sẽ stream vào tầm buổi trưa. Anh em nào mà muốn chơi chung với mình thì cứ on sớm. On sớm để buổi trưa thì sẽ stream vào chơi với Nguyên nha. Nhiều. Đi hả? Lý do sao á, nãy xung quanh mà không thấy ai. Ok.
Rồi mình xin tự giới thiệu, đây là những thành viên mà bắt cá có con người anh ơi. Ok. Đây là bé Do năm, bé Do năm tên là Hiếu Vịt Con. Với lại bé rùa con. Ồ, em Vịt Con với bé rùa con ham nọ này. Giờ mới để ý. Đặt tên cu teo á nha. Bây giờ đúng không? Có cái súng đỏ nè. Vãi nghi ngờ. Chắc luôn. Anh biết rõ giới, anh biết rõ giới tính em, anh còn hỏi. Nếu mà buổi tối là mình rảnh á là mình sẽ livestream tiếp. Không thì thôi nha anh em. Nói chung là cái giờ cố định của mình là sẽ stream vào buổi trưa. À. Chào Phạm Danh. Ó này bán luôn. Bạn đến với kênh của mình. My name is Nguy Su Goi. Su con nhà bà Goi. Đó là mình, Nguy Su Goi. Có một cái bút bích cực mạnh. Ai cái sao nữa bút chết nữa. Anh em thấy khẩu K98 thì cho Nguy Sugoi mượn nha. K98 thì nhờ chiếc AI nè Nguy. Ok, để đi qua được. Đường lấy rồi đó. Như đây này có cái ốp à. Trong cái thính này. Mà hơi tư cái bán không? Thắng luôn. Ờ, bây giờ bắn ai kìa? Đâu rồi? Dịch đâu rồi? Dịch trên lầu hả? Ốp nè, ốp nè cậu ơi. Rồi, rồi, vô ốp nè. Đây này, 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 này. Dịch đang trên lầu không? Đây thì mình chạy lầu. Ờ. Wow, xuống luôn, xuyên nhé. Ngoài này, ngoài này, ngoài này, ngoài này. Cảm ơn. Cho bạn cái cốt đi. Có dư cốt nào? Này, cấp 4. Enemies ahead. Ờ, bắn đi, bắn đi. Đi luôn thì mới nè. Đi đi, đi luôn. Không. Rồi mình đã có một khẩu. Bắn người Roja nè. A đúp. Ông Nguyên bắn Roja, bắn một bốn. Nguyên đã có một khẩu A đúp cực kỳ mạnh. Lát hồi Nguyên sẽ bắn SR cho anh em coi nha. Trong kho có người kìa. Ôi nãy nó bắn. Ta. Còn không, còn không Nguyên. Trời. Thấy gạt dò cho bằng được không kìa. Má quỷ này. Ủa, nó khốn rồi kìa. Cái gạt dò Hiếu luôn rồi. Khốn nó gạt à. Gạt dò Hiếu luôn rồi. Nói chà em quỳ cho ông hỏi các chị. Đi đâu không hỏi. Đi em nhập tí đó. Hiếu đi đâu rồi. Má sorry Hiếu rất là nhiều. Mình bắn không nhắm. Qua lệnh thính luôn nè. Có tính gần nè. Ok. Là người. Nó là người. Ok,
chào mừng anh em đã đến với kênh của mình. Kênh của mình sẽ tự động tắt vào lúc 5:20. Anh em có stream hay stream nó tự tắt thì anh em thông cảm giúp mình nha. Rồi bây giờ đây sẽ là một cái cuối cùng, ốp nữa ta. Một cái top 1 nha anh em. Đây sẽ là một cái cuối cùng. Yay. Chụp màn hình nào. Giờ tiếp. Màn hình đây này. Mà coi 14. Bỏ qua giúp ba ba lô ba. Bấu và ta mình bấu. Đâu, mình cần một cái ba lô ba. Ô đồ ở ba lô ba, mua ba giúp ba. Đâu dịch à. Rồi ok, bây giờ Nguyên đã có một cái set ba cực mạnh. Rất vui, đây chắc có người này Nguyên. Lên trên này coi thấy có ai không? Coi chừng mình á. Để cho là mình á. À, bây giờ có lấy cái chạy qua bên khỏi rác do đi nè, nè em đi qua khỏi rác do đi, rác do kinh khủng lắm, mấy rùa con đã bị sắc mặt. Và nó chính xác là bé rùa con và Nguyên Roy đã bị sắp mặt bởi cái rác do. Rác do thì chúng ta không đùi được đâu anh em ơi. Ngon thấy người Ba Lan kìa. Rồi bây giờ Nguyên kiếm một cái xúc xích nữa. Xúc xích đi vui là Nguyên. Nguyên là xong tiền cực mạnh rồi. Nên cam thính ở gần không em? Thính nó bắn ở gần trên núi rồi. Đâu thính ở gần là hướng nào? Chạy theo con nè. Đi chạy theo con. Quay nam. Quay nam hai đi. Đi chơi lút gì nữa. Chào rồi mà. Rồi đi qua đây mình đây. Rồi bên chào em mình. Bên banan nè. Có bắn nào kìa. Cái thằng bắn rùa con nè. Nó bị rùa con ơi. Ok. Cái bát nè. Ok. Thằng không thấy đó. Lên chặn nhà. 290 nghe. Nó ở gần nhà không hay là ở xa nhà? Từ đi rùa. Nó sang là nó hay sang phải rồi. Rồi này nát dữ lắm. Cẩn thận nuôi anh em nhá, cẩn thận nuôi anh em vừa ăn thính nhá. Rồi thấy nó thêm thẳng nữa nè. Clear luôn hả? Ok clear. Trên Bài Lam nữa. Bây giờ anh em có đồ banan nè. Anh em có là đồ banan này. Đồi nè, đồi banan nó sẽ chạy xuống. Ở chắc anh đi loot máu á. Ba bình là không đủ. Em đi loot máu. Mất nhỏ thì anh em lên tiếng cho mình biết. Có lần. Có lần thanh giá tờ cho anh. Chưa có giảm thanh nào hết á. Ok, đã tao. Đây em vẫn ở chơi 6 này. Đâu. Đây. Ok, cảm ơn em. 6 này có lấy không? Mình có 6 rồi, mình có 6 rồi. Có. Còn xét kia đâu. Ok, thank you. Mãi tư kìa anh em. 5 bình máu. Rồi ok. Một cái khói. Rồi. Máu đầy giáp đầy đủ. Vụ kiện Nguyên đã có đủ. Về đâu nữa? Đứng chỗ này nguy hiểm quá à. Đi cứ vô nhà đi, đứng đây chi, tôi qua đây lúc đồ xong mà. Qua đây rồi. Đi vô nhà đứng. Giờ đợi bo hả sao giờ anh em? Chào anh Dean. Chói nha.
Mình phải sáng. Ok. Tính đợi chó rồi đó. Có thằng nào lượng thính đâu? Có thằng mới nè. Rock xuống đi. Rock đi trên đầu mình luôn nè. Thính kìa. Thấy rồi, trên đầu nè. Đó. Nó mà rất ngay trên đầu. Con người. Tồi hả? Có người trên núi rồi. Nó lên núi rồi. Thấy. Ôi, nó cũng có ốp ngang nguyên. Một viên rồi đó. Một viên ốp rồi đó. Nó bỏ. Nó có kể nó nguyên có ốp mà. Vẫn chính nó một viên ốp rồi đó. Anh em ai mà muốn ba giáp ba hư gì đó thì qua tập thính đi cầu viên cover cho. Rồi. Bây giờ nó trên núi nó. Để em. David đi đứng. Đi tóm này. Tám à? Xin nè. Lao. Lại. Đưa lại cho vịt kế 6 nè. Rồi trên núi, bài nạp trong nhau gần em. Ok. Ở vô nhà. Rồi, thank you. Ủa này bằng dầu. Giờ chúng ta vô nhà núp thôi. Vô nhà đứng đây kia là núi nè. Được nghe. Còn 21 viên ai không biết có kịp. Không biết có đủ bắn hay không nha. Ok. Giờ chúng ta đợi team trên đồi chạy xuống thôi. Đồ trên đồi, má tụi trên đồi cũng là trong vòng luôn. Trên đồi trong vòng. Ôi, hướng hành cho xong rồi có một chiếc xe buýt kìa. Phải liền. Tôi biết hồi nãy có bóng này đó. Ủa hả? Bóng này kia đó, hồi nãy có rồi, có à, thấy hồi nãy rồi. À ok. Đừng có kê trên núi không nha anh em, để Nguyên tách ra Nguyên kê tụi hướng bút cam nè. Trên núi nó không dung cầm đâu. Tách ra, trên núi không dung cầm. Trên núi thì chỉ cần một người kê thôi. Chỉ cần một người canh trên núi thôi, còn anh hình... em canh tứ hướng đi. Anh em chia ra canh đi. Okay.
Ok, giờ bò vô hả anh em? Không có đâu. Đập quá. Mình giữ bò luôn. Không, không có tao đâu. À đây 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 đây. Mọi người. Đây tiên núi hướng hơi hơi đâu lên nào đó. Ừ. Enemies ahead. Thấy nằm kìa. Đâu để cười nhá. Một viên nóc. Bây giờ 8 tuổi. Đá đá. Nó bị giết rồi. Bị cay rồi đúng không? Bị cay rồi. Bị cay cái phải không? Bây giờ 8 tuổi á nó bị người ta giết hả? Nó mới bị nói chung là thì khối xanh anh nhỉ. Bị cái kẻ tờ, bị kẻ tờ, bị kẻ tờ. Bên kia mình ơi. Bên chỗ đó chắc bên khu nhòa cái bé quá. Mình này bị bắn, mình này bị bắn. Ở đâu không không biết. Mình bắn ở sau lưng mình á, ở hướng đợi coi. À ra bây giờ. Kệ bên đó đi nghi. Ờ mình thấy là đá gần nè. Đá gần mình luôn. Đây đây đây. Đúng rồi đúng rồi. 325. Mọi người canh mi đó nghe, để tôi canh mi đây. Bên đây sót bành bò rồi. Trên núi chúng mình đây xuống nè. Trên núi nè, trên núi, trên núi nè. Qua đây canh đi, qua đây canh đi. Ở một người canh mi nó thôi. Hai người canh mi đây. Mình kê sau lưng đó nha. Anh em quấn đi. Alo, đi đây nha. Trên núi nó nhìn nè, trên núi nhìn nè. Trên núi chạch tới nè. Chứ nói anh nói đi là bỏng quá. Anh em vô đó. Mày cho tôi đi để mình kia. Tụi hướng này cho. Nó một. Ờ ok ok. Bỏ chi. Đi núi nóc một à. Ok, kê núi đi. Mình kê tụi à. Rồi, mình thấy được tụi này rồi. Sao nó bán tư kìa. Má, sao vừa ngồi chứ. Tàn bay chứ nguyên kia lắm nha. Được, được, cứ được. Cứ được không, được không, được. Tại vì có hai thằng ở hướng 325 nè, nó mở cửa chạy ra nè. Hướng chứ đó gì Nguyên nè, Nguyên đang nhìn nè. Tụi nó đang chạy bò. Trên núi bị clear rồi, trên núi bị clear rồi. Ba thằng luôn á. Ba luôn á. Hai thằng. À, Nguyên bị tụi sau lưng bắn. Cày quá anh em ơi. Có lời về đây, còn thằng ngay cục đá ha. Má hướng 125 bắn Nguyên nè. Cây thiệt. Cứu Nguyên được không? Cứu Nguyên được không? Được. Để cứu rồi. Được à, được rồi. Được cứu Nguyên, được cứu Nguyên. Hướng 250 là có thằng đang chạy hướng Nguyên nè. Cục đá, cục đá. Nó lên nóc rồng đầu. À, đường sâu nữa. Đó, đường sâu nữa mà. Sâu gần nữa mà. 250 bên này mà. Hướng 110 nữa. 250. 2 tiệm. Rồi, một cái top 3. Ice. Anh em xem cho Nguyên là Nguyên chia được bao nhiêu rồi không anh em? Đường sâu nữa. Đi qua. Hay là anh em cho tiếp đi ha. Giờ Nguyên nghỉ ha. Nguyên ở đây. Nguyên ở rồi, ok. Ok. Anh em chơi vui vẻ nha. Bye nha. Bye luôn mọi người nha. Tôi mấy giờ lên anh? Đạt hả? Phải đạt công 4 không? Tôi mấy giờ anh lên đấy? Tối anh không biết nữa. Nếu mà tại vì tối là không ai coi hết, cho nên anh stream vào một buổi trưa thôi. Nếu mà rảnh thì tối anh sẽ live stream thêm. Ok. Ok, cảm ơn rùa con, cảm ơn anh em rất là nhiều.
Cảm ơn những ai mà đã theo dõi stream của mình. Cảm ơn anh em đã tặng sao, cảm ơn anh em đã chia sẻ, đã follow bay của mình. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Thì giờ là mình nghỉ rồi. Livestream từ chiều đến giờ. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye anh em nha. Hẹn anh em vào trưa mai nha. Cảm ơn anh em. Bye bye anh em. Bye bye, see you again.